trần nhằm bụi nàng gầm trong dân sợ con nghèo chớ tu hạ quan sanh chung am mưu tây phương sát lình dân du nam kỳ mượn nhằm một xác nhui bì dạng dân sao thắng vậy thì xem sao rất buồn ba tánh biết bao nào trần thế lui hài bốn phiên an nam phong qua lễ nghi đời nay dân vật bỏ đi chẳng dình mãn lo chế nhào chống kình chẳng toàn đạo đức mà dình thôn hương ta đây dường thế như lương cứu dân chẳng nề nắng sương lắm đầu thầy tớ dài dầu quyết lòng truyền bá đạo màu mà thôi bồng lái điên dài có ngôi tây phương cực lạc khùng ngồi tỏa xem từ bi ngọn đuốc mới nhen giả như mở cửa mà thế còn cần được ban thị sự Phật giáo bảo xã Tân Thạnh sẽ đến diễn đàn đọc diễn văn khai mạc buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo bảo nay trân trọng kính mời ông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chánh quyền địa phương các cấp. Kính thưa quý vị giáo lý viên trung ương. Kính thưa quý ban trị sự các xã bạn và quý đồng đạo kính mến. Để thực hiện lời dạy của Đức Thầy, cả tiếng kêu cùng khắp chư tăng với tín nữ thiện nam Phật giáo nên cố gắng trao thân gìn đạo, hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, hoặc là nên bộ phận của chúng ta phải noi theo chí đức của tiền nhân, hầu làm cho trí tuệ minh mẫn đặng đi đến con đường giải thoát, dẫn dắt dừng kẻ xa cơ, và nhất là phải tiếp tục khai thông nền đạo đức đặng các tinh thần từ bi bác ái được gieo gãi khắp nơi nơi trong bá tánh, như thế mới chẳng phụ công trình vĩ đại của Đức Phật và của tiền nhân để lại, và cũng không đắc tội với kẻ đời sau vậy. Để đáp ứng nhu cầu của bà con tín đồ về việc tìm hiểu giáo lý Phật giáo hòa hảo, cũng như truyền bá diễn dương pháp môn học Phật tôn nhân của Đức Thầy, trên cơ sở đó
để mỗi người tín đồ thực hiện theo tôn chỉ giáo lý của Ngài, góp phần vào cuộc sống tốt đời đẹp đạo, xây dựng quê hương được ấm no hạnh phúc, ngày một giàu đẹp thêm hơn. Với ý nghĩa đó, hôm nay vào ngày 19 tháng 5 năm Đinh Dậu, nhằm ngày 13 tháng 6 năm 2017, nhân ngày đại lễ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo lần thứ 78 năm, tại ban trị sự xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long, long trọng tổ chức buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo lần thứ nhất năm 2017. Giờ đây chúng tôi xin tuyên bố khai mạc buổi thuyết giảng hôm nay. Kính chúc quý quan khách, quý đồng đạo sức khỏe dồi dào, thân tâm thường an lạc, đạo quả viên dung. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà. Để bắt nhịp cầu cho phần thuyết giảng giáo lý, chúng tôi xin giới thiệu nữ lộc giảng viên Trần Kim Chi sẽ đến diễn đàn để đọc lại trích đoạn quyển gì của Đức Quỳnh Giáo Chủ. Trân trọng kính mời vị đọc giảng viên. Kính thưa quý cô bác cùng toàn thể anh chị em về ủng hộ chương trình thuyết giảng hôm nay, kính mến.
Xuân Lai nhân đêm 19 tháng 5 năm Đinh Dậu 2017 cũng còn nằm trong không khí hân hoan phấn khởi của mùa đại lễ kỷ niệm lần thứ 78 năm ngày Đức Thầy của chúng ta khai sáng nền đại đạo Phật giáo Hòa Hảo. Thì hôm nay là chúng tôi rất là hân hạnh được Ban Phổ truyền Giáo lý Ban Trị sự Trung ương phân công trở về đây để được cùng với đồng đạo chúng ta làm nhiệm vụ xiển dương chánh pháp của Đức Thầy. Thì hôm nay về đây thật ra đó mà chúng con quá sức là vui mừng và cảm động với đồng đạo. Vui mừng là vì được toàn thể của cô bác với đồng đạo chúng ta trở về tham dự rất đông, và cảm động là vì với đồng đạo chúng ta trong suốt mà những ngày qua ai ai cũng rất là mệt mỏi với cái công việc lo đạo, nhưng vì thương giáo lý viên mà hôm nay trở về đây ủng hộ tâm đủ như thế này thì đây có thể nói là một nguồn động lực động viên tinh thần rất lớn mà đối với giáo lý viên chúng con. Vậy với tinh thần cao cả này, lời nói đầu tiên xin được gửi đến toàn thể lời hân hoan chào mừng nồng hậu, lời thăm hỏi sức khỏe chân tình cùng lời chúc phúc an lành nhất. Mà kính thưa quý đồng đạo, thì như chúng ta đã biết hàng năm mà hãy lớn cứ mỗi độ mà hè về thì trên khắp vùng đồng bằng sông nước Cửu Long chúng ta sẽ từng sáng lên một cảnh sắc sôi động, người người trong niềm thánh thị giữa niềm tin đạo pháp vô biên đón mừng đại lễ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo. Thì vừa qua đó thì tất cả các nơi chúng ta đã long trọng tổ chức cái ngày đại lễ, nhưng mà đặc biệt đối với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Tân Thạnh này thì chúng ta thấy mình tổ chức 2 ngày 17, 18 là chánh lễ, mà hôm nay đối với Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Tân Thạnh, xã Tân Thạnh lưu lại thêm một ngày nữa để làm cái nhiệm vụ là xiển dương chánh pháp của Đức Thầy. Thì đây phải nói là một cái tinh thần hết sức là cao quý của ban tổ chức, để mời toàn thể quý đồng đạo chúng ta quan minh cho ban tổ chức mình một tràng pháo tay thật là mừng đi ạ. Thưa quý đồng đạo, nhiệm vụ xiển dương chánh pháp chúng tôi thiết nghĩ không những dành riêng cho giáo lý viên, mà đây là cái nhiệm vụ của toàn cả tín đồ, mà Đức Thầy chúng ta cho biết đó là cả tín kiêu cùng khắp chư tăng với tín nữ thiện nam Phật giáo nên cố gắng trao thân gìn đạo, hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ thân danh công đức Phật từ bi vô lượng. Vì vậy là từ tín đồ thương Thầy thì chẳng những chúng ta chuyên tu mà chúng ta còn phải có cái trách nhiệm là làm sao tiếp nối diễn nghiệp của Đức Thầy hoằng khai đạo pháp để đền đáp cái công ơn tam bảo mà Đức Thầy cho biết, là nên bổn phận chúng ta phải noi theo trí đức của tiền nhân hầu làm cho trí tuệ minh mẫn đặng đi đến con đường giải thoát dẫn dắt dùm kẻ xa cơ, và nhất là phải tiếp tục khai thông nền đạo đức đặng cái tinh thần từ bi bác ái được gieo rải khắp nơi nơi trong bá tánh, như thế mới chẳng phụ công trình vĩ đại của Đức Phật và của tiền nhân để lại và không đắc tội với kẻ đời sau vậy. Vì vậy mà quý cô bác quý đồng đạo chúng ta hôm nay đến đây chúng ta làm cái nhiệm vụ đền ơn tam bảo, ngoài ra thì chúng ta còn một cái phước rất lớn đối với đồng đạo. Xin kể cho quý cô bác chúng ta nghe một cái câu chuyện về cái công đức của cái việc hộ pháp. Trong kinh Phật có kể lại cái câu chuyện khi xưa, khi mà Đức Phật ở tại tỉnh Xá Kỳ Viên đó, thì một ngày nọ Đức Phật thuyết pháp. Bây giờ cái pháp hội rất là đông, chẳng những chúng sanh cõi người mà ở cõi trời, cõi thần, cõi A-tu-la và môn thú cũng đến để nghe pháp. Thì trong cái pháp hội đó thì có môn thú, thì trong đó có một con ếch. Con ếch nó vào nó nghe pháp xong rồi đó, thì khi mà tan cái pháp hội thì lại có cái ông già chăn bò đó, ông mới chống cây gậy ông đi ra, sau vô tình ông chống ngay cái mình của con ếch. Con ếch nó la lên một tiếng rồi nó đã chết. Thì trong khi nó nghe pháp nó quá sức là quan hỷ, vì vậy mà sau khi mà nó đã chút cái hơi thở cuối cùng đó thì cái tâm quan hỷ an lạc đó cuối cùng thì con ếch này nó sẽ được sanh về cái cõi trời. Sanh lên cái cõi trời thì có hào quang rực rỡ, có cái sắc đẹp tuyệt trần và có cung điện lầu đài nguy nga tráng lệ. Vì vậy mà thấy quá sức là hạnh phúc. Do đó một cái ngày nọ, một cái vị tiên nhân phóng hào quang xuống trước với Đức Phật và cả đại chúng mới kể lại cái tiền kiếp của mình trước đây là một cái con ếch mà được nghe pháp lòng quan hỷ mà đã thoát khỏi cái kiếp ếch, đã được thoát sanh về cái cõi trời đau lợi.
thì hôm nay xuống để báo tin cho biết rằng cái công đức hộ trì Phật pháp nó lớn hơn như vậy. Thì thưa quý đồng đạo, qua cái câu chuyện này thì chúng ta thấy rằng con ếch chỉ là một cái lò hấp xanh thôi mà nghe pháp còn được cái phước đức lớn như vậy. Còn hôm nay chúng tôi bác quý đồng đạo chúng ta là một chúng sanh cõi người và đã có từng tu tập, vì vậy mà chúng ta ủng hộ Phật pháp với tâm quan hệ nữa, thì chúng con thiết nghĩ rằng cái phước đức này thật ra không có thể nấu như thế nào cho nó vừa được quý đồng đạo. Thưa quý cô bác anh chị em, thì cái việc mà hỗ trợ giáo lý thì đối với ban trị sự trung ương hôm nay thì đã đưa cái 404 cái chương trình đạo sự, thì cái việc hỗ trợ giáo lý, cái đạo sự hỗ trợ giáo lý là cái đạo sự trọng tâm được nâng lên hàng đầu. Bởi vì chúng ta có hiểu biết thì cái việc làm của chúng ta mới đạt được cái kết quả tốt đẹp. Đúng như lời của thầy cho biết là ta yêu chúng viết ra giảng kệ, khuyên tăng đồ cùng các tín đồ nghe cạn lời, chớ có mơ hồ tìm hiểu nghĩa, làm theo đắc đạo. Vì vậy mà hôm nay trong cái buổi gặp gỡ hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu qua 6 câu giảng của Đức Thầy như Sứ Ngôn vừa giới thiệu. Thưa quý cô bác anh chị em, như chúng ta đã biết, giáo lý của Đức Thầy là lời văn của một ông Phật. Mặc dầu Đức Thầy cho biết là xe xua nói cười cười, nhưng mà cao sâu lý diệu, vàng mười không mua. Thế nên giáo lý của Đức Thầy lúc nào nó cũng rất là nguyên thâm. Sự hiểu biết học hỏi của giáo lý viên mặc dầu cố gắng đem hết khả năng của mình nghiên cứu học hỏi, nhưng không sao thấu đạt hết những cái nghĩa lý thâm quyền và cũng không sao tránh khỏi những cái khuyết điểm nhất định. Hôm nay về tại cái diễn đàn này cũng như là cái địa phương nhà, về dạy rất mong toàn thể quý ông bà cô bác anh chị em quan hệ lắng nghe và sau đó góp ý xây dựng thêm những gì mà giáo lý viên của chúng con còn kém khuyết, để giúp cho đàn hậu tấn giáo lý viên chúng con ngày một tiến triển hơn trên bước đường làm nhiệm vụ của mình. Thì nơi đây chúng con xin thành kính tri ân trước. Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa quý đồng đạo, thì như chúng ta đã biết, chúng ta sanh ra trong cái cõi đời này, giàu giàu hay nghèo chúng ta cũng chịu chung trong một cái biển khổ. Thưa quý đồng đạo, ông nhà thơ Đoàn Du Khê ông cho biết là biển khổ mênh mông sóng lục trời, khách trần chèo một chiếc thuyền chơi, thuyền ai ngược gió ai xuôi gió, dẫm lại cùng trong bể khổ thôi. Đức Thầy thì cho biết ta bà khổ, ta bà lắm khổ. Vậy thì chúng ta có mặt nơi đây thì dầu cho chúng ta giàu sang sung sướng hạnh phúc cỡ nào thì chúng ta cũng chịu chung với cái quy luật khổ đau. Nhưng mà chúng ta chịu cái luật khổ đau này ai ban cho chúng ta vậy quý đồng đạo? Có phải anh Thượng Đế hay là tấm thần linh nào mà ban cho chúng ta đến cái cõi khổ này không? Thưa quý đồng đạo, sở dĩ chúng ta có mặt trong cái cõi đời này để chúng ta chịu khổ đó, đó là tại chúng ta. Do chúng ta gây tạo cái ác nghiệp mà chúng ta phải chuyển luân trong cái cõi khổ. Đức Thầy cho biết là trong ngay các trò còn ở trong biển mê sông khổ, thường bị những chướng nghiệp nhiều đời mà làm cho linh hồn chìm đắm trong ba cõi sáu đường, xuống xuống lên lên luân hồi chuyển kiếp. Vậy thì chúng ta do cái nghiệp mà chúng ta phải trở lại đây, nghiệp chướng năm lòng hại sát thân, mà trong cái nơi xuất phát nghiệp thì không ngoài là thân khẩu ý của chúng ta, mà cái ý nó là cái nguồn gốc để sinh ra cái hành động và cái lời nói. Vì vậy mà trong kinh cho biết là ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ tạo tác. Nếu với ý ô nhiễm nói năng hay hành động, khổ não cuốc theo sau như xe theo chân con vật kéo. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ tạo tác. Nếu với ý thanh tịnh nói năng hay hành động, an lạc cuốc theo sau như bóng không rời hình. Vì vậy để thoát khỏi cái sự khổ đau, Đức Thầy chúng ta ra đời, ngài đem cái giáo pháp nhiệm màu để chỉ dạy chúng sanh. Ngài cho biết là thấy biển khổ đôi ăn lầm đặng, sông hiền ra cứu giấc sanh linh, miễn cho bá tánh dạng mình hết cơn bệnh tật, hết tinh đạo tà, cuối nhờ nước ma mát mẻ xin Phật ban cho kẻ khác lòng. Chim khôn thì uống nước trong, người khôn mau sớm rửa lòng bận nha. Thế nên để ra khỏi cái con đường khổ đau thì không gì hơn làm sao chúng ta phải luôn về với giáo lý của nhà Phật. Chúng ta phải tránh những cái điều không mê tín tin theo tạp biết và trở lại tâm chúng ta diệt sạch phiền não tham sân si, thì ngày kia ngày sau chúng ta mới mong ra khỏi cái sự khổ đau. Còn nếu chúng ta tu hành mà chúng ta còn mê tín dị đoan chạy theo tà giáo
cái cảnh giới khổ đau được. Chính vì tầm quan trọng đó mà trong sấm giảng điển nhiên, Đức Thầy đã tha thiết dặn bảo tín đồ, đó là ai muốn tầm đạo cả cao sâu thì phải dẹp tánh tình ích kỷ, mang trở lại, đừng theo tà quỷ, tham sân si, chớ để trong lòng, phải giữ lòng cho được sạch trong mới thoát khỏi trong dòng bệnh khổ. Thì hôm nay chúng ta tìm biện pháp để thoát dòng bệnh khổ. Ai muốn tầm đạo cả cao sâu, đạo cả là đạo nào, cao sâu ra làm sao, mà muốn đạt đến thì Đức Thầy dạy chúng ta là thì phải dẹp tánh tình ích kỷ, rồi tà quỷ, tham sân si, những thứ này nó như thế nào, tai hại của nó ra làm sao, và muốn dẹp được nó chúng ta cần phải có cái biện pháp gì để giúp cho cõi lòng chúng ta được trong sạch, hầu chúng ta đạt đến cái mục đích thoát dòng bệnh khổ. Thì đây là những vấn đề mà hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau để chia sẻ. Thì kính thưa quý đồng đạo, với cái câu đầu Đức Thầy cho biết là ai muốn tầm đạo cả cao sâu, thì chúng ta thấy cái chữ ai là gì? Ai ở đây là chỉ chung cho tất cả mọi người, không phân biệt là ai, giàu nghèo, sang hèn, trẻ già, chí ngu gì cũng được hết. Thưa quý đồng đạo, như Đức Thầy cho biết là ai người tri kỷ, ai là ai? Thưa đồng đạo, mà ai làm gì, ai muốn tầm hay là muốn tìm, muốn đạt được đạo cả cao sâu, thì chúng ta thấy với cái chữ đạo cả hay còn gọi là đạo lớn của quý đồng đạo. Ở đây nó xuất phát từ cái nghĩa của cái chữ đại đạo, mà trong kinh có câu là Maha đó quý đồng đạo, Maha là nghĩa của chữ đại đạo. Vậy thì đạo cả là đạo nào quý đồng đạo? Đức Thầy cho biết là tiếng thần tiên trên không ra chọi, rằng ta mừng chưa hữu thiện căn, sắp có con thế giới chẳng bằng, sao người ấy lập nên đạo cả. Vậy thì đạo cả ở đây nói cho nhanh là chỉ cho đạo Phật. Mà tại sao đạo Phật được gọi là đạo cả quý đồng đạo? Thưa quý cô bác anh chị em, đạo Phật được gọi là đạo cả, là đạo lớn, bởi vì không phải đạo Phật được nhiều người tu theo đông mà gọi là đạo lớn. Mà ở đây muốn nói là đây là một cái nền đạo đại từ bi, đại trí huệ. Nó có cái công năng hóa giải tất cả những sự khổ đau trên cái cuộc đời này và đưa con người đi đến chỗ giải thoát viên mãn. Do đó đạo Phật mới gọi là đạo cả. Mà ngày hôm nay Đức Thầy chúng ta ra đời, Ngài có cái sứ mạng kế truyền cái nền đạo cả này để cứu độ tất cả chúng sanh. Ngài cho biết là hiệp sức tớ thầy truyền diệu pháp cho đời thấu tỏ đạo ma ha, hay là nay dương trần gặp buổi mưa ngâu, phải sớm hứng giọt sương đông hạ, đơn điên nhơ nghĩa điên gì đạo cả. Thưa quý đồng đạo, vì vậy mà Đức Thầy cho biết là cái đạo cả này Ngài có cái sứ mạng để nói truyền. Đây là một cái nền đạo không phải dễ mà chúng ta gặp được đâu quý đồng đạo à. Đạo này nó rất là cao sâu màu nhiệm, mà Đức Thầy cho biết là đạo cả cao sâu. Cao sâu có nghĩa là cao vượng, và nó sâu kín tột cùng, không thể nào tả bàn cho hết được. Mà Thầy cho biết là đạo Thích Ca đó, nhiều nẻo cao sâu, phải tìm kiếm cái không mới có. Bây giờ chúng ta coi nhiều nẻo cao sâu, cái nẻo nào với nẻo nào? Thì thưa quý cô bác anh chị em, thứ nhất là đối với cái đạo Phật, là cái chân lý của đạo Phật rất là cao sâu màu nhiệm. Chúng ta đó, mình tu cao thì mình hiểu cái giáo lý nó cao, tu thấp thì chúng ta hiểu cái giáo lý nó thấp. Chứ thật ra chúng ta càng học càng sâu chừng nào thì thấy cái giáo lý, cái chân lý này nó càng thâm sâu màu nhiệm. Mà Đức Thầy trong kinh Phật cho biết là vô lượng thậm thâm di diệu pháp, bá thiên dạng đức nang cao ngộ. Có nghĩa là Phật pháp thậm thâm rất nhiệm màu, trong nghìn muôn kiếp dễ tầm đâu. Hôm nay Đức Thầy ra đời, Ngài cho biết đó là đạo lý tầm sâu, sâu chẳng cạn. Thưa quý đồng đạo, nói về cái chân lý này thì trong kinh có cho biết là Phật pháp thậm thâm di diệu, dí như dân tại sơn đầu, đáo tặng sơn đầu, dân quá sơn đầu. Có nghĩa là Phật pháp thậm thâm di diệu, dí như mây ở đầu non, mà khi chúng ta đến tặng đầu non rồi thì mây kia nó lại cao hơn nữa. Thì ở đây muốn nói đến cái chân lý nó rất là cao sâu màu nhiệm, mà chúng ta càng học càng nghiên cứu thì chúng ta càng thấy nó càng thâm càng sâu. Do đó mà tất cả chúng ta không thể nào mà chúng ta nghiên cứu cho nó cùng cột được hết những cái lời dạy thâm sâu của Phật pháp cũng như giáo lý của Đức Thầy. Đây là cái chân lý rất là nhiệm màu, rất là thâm sâu. Và từ cái chân lý này nó
đi đến cái chỗ là chúng ta thấy được cái Phật tánh tự tâm của mình. Hiện tại đó thì cái chân lý này nó sẽ hóa giải cho chúng ta, nó cải thiện chúng ta từ một cái con người xấu xa độc ác trở thành tốt đẹp thiện lương. Chúng ta thấy nó nhiệm màu không? Thí dụ như chúng ta một cái người mà xấu cỡ nào đi chăng nữa mà khi chúng ta học hiểu qua giáo lý, chúng ta thực hành rồi thì tự nhiên nó sẽ thay đổi chúng ta trở thành một cái con người tốt đẹp. Và từ cái chân lý nhiệm màu này chẳng những nó thay đổi chúng ta ở bên ngoài, mà khi chúng ta nương theo cái chân lý này, chúng ta tu hành, chúng ta sẽ thấy được cái tự tánh nhiệm sâu nơi mỗi chúng ta. Mà Đức Thầy cho biết là Thích Ca đạo diện quyền sâu, rạch tim xem được một bầu linh quang. Chỉ có cái chân lý nhiệm màu của nhà Phật mới chỉ đường cho chúng ta, mới thấy được cái chân nhân tâm, cái Phật tánh nhiệm màu vốn có của mình thôi với đồng đạo. Còn nếu chúng ta không nương về với cái chân lý của nhà Phật thì chúng ta chắc có lẽ là không có ai biết rằng mỗi con người chúng ta có cái tự tánh nhiệm màu. Mà Đức Thầy cho biết là ngoài kiếp phù vương của trần thế đó, còn có cái gì? Cái gì có nghĩa là không dùng văn tự mà nói được. Còn có cái gì không di không dịch vĩnh viễn trường tồn? Nếu lấy sự thiền định mà phá tan màn u minh theo phủ thì thấy rằng ở cảnh giới ấy con người sẽ hết buồn, hết khổ, hết quả báo luân hồi. Và khi chúng ta dùng sự chánh định mà dẹp bỏ hết sắc sự phiền não rầu buồn, tâm ta chẳng còn sao động, trí ta tỏ rạng như trăng rằm, một màu sáng suốt không nhiễm ô cảnh ngoại, dứt tuyệt hết sự phàm trần, lần bước đi đến cõi giải thoát. Thì đó là chúng ta thấy rằng giáo lý nhà Phật sẽ chỉ cho chúng ta thấy được cái chân tâm nhiệm màu nơi mỗi chúng ta. Đó là chúng ta nói về cái tự tánh quyền thâm, tự tánh nhiệm sâu. Và cái thứ ba là ở đây muốn nói lên cái đạo Phật sẽ đưa cho chúng ta đi đến cái con đường giảng sanh cực lạc hay là dự hội long qua sống đời vĩnh cổ. Thì cái nơi ấy nó rất là nhiệm màu của đồng đạo ạ. Chúng ta thấy bây giờ nếu mà chúng ta về cái thời kỳ vĩnh cổ thôi thì cái nơi ấy, cái cõi ấy, cái cõi đời ấy nó quá là nhiệm sâu. Mà Đức Thầy cho biết là những mơ ước hồi quy thượng cổ thì hết câu ái hố dèm pha, phương nam rạng ngọc chối lò, lưu ly hổ phách mấy tòa đài cung, dành cho kẻ lòng trung chánh trực, quân cùng thần náo đức vui tươi, liên quan vua nở nụ cười, rước tâu lương đóng chào người chân tu. Quá sức nhiệm màu với đồng đạo. Và chúng ta mà không sống lời thượng cổ, chúng ta về cái cảnh giới cực lạc cũng vậy thì nó cũng quá sức là nhiệm sâu. Mà Đức Thầy cho biết là tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui, cảnh thanh minh sen báo nặng mùi, nào ai rõ cái vui tuyệt đó. Chúng ta về đó rồi đó thì lầu thì mạ ngọc là phải báo làm nhà, sen thì chó hào quang, ao lộ thì cát vàng, nước thì bát công đức, nhạc trời thì hòa tấu, chim thì hót pháp lành. Về đó rồi thì bồ tát bản thân, về đó rồi chúng ta du hành tự tại muốn chi ứng nấy, về đó rồi chúng ta tu tiến không ngừng dễ dàng chánh giác. Quá sức là nhiệm sâu, không thể nói hết được với đồng đạo. Vậy thì với cái câu ai muốn tầm đạo cả cao sâu, có nghĩa là Đức Thầy muốn kêu gọi ai muốn đạt được lý huyền chi trong Phật pháp, ai muốn được diện kiến Phật tâm tỏ ngộ chân tâm, ai muốn được dự hội long qua sống đời vĩnh cổ hay đắc nhập niết bàn giảng sanh cực lạc. Đức Thầy kêu chúng ta như vậy đó. Quý cô bác mình có muốn không nè? Chắc ai cũng muốn hết phải không? Mà muốn được thì dạy thì phải làm sao? Đức Thầy đưa ra cái điều kiện đây. Nếu chúng ta muốn được đạt được những cái điều như đã đưa ra thì cái điều kiện quan trọng là Đức Thầy nói là thì phải dẹp tánh tình ích kỷ, mau trở lại từng theo tà quỷ, tham sân si chớ để trong lòng. Chỉ cần có bao cái điều kiện đó thôi là chúng ta sẽ đạt đến cái mục đích thành công. Thứ nhất là phải dẹp tánh tình ích kỷ nè, thứ hai là không theo tà quỷ nè, thứ ba là phải diệt tham sân si trong lòng của chúng ta. Quý cô bác mình thấy cái điều kiện này dễ không quý đồng đạo? Quá sức dễ, thấy không? Thế này nói là tu hành đâu có tốn xung mà sao thoát khỏi lao tù thế gian. Chỉ cần chúng ta trở lại với mình, ra không lọc lừa chuyển hóa những cái tư tưởng xấu xa của chúng ta là chúng ta sẽ thành công. Bây giờ thứ nhất là thì phải dẹp tánh tình ích kỷ. Chúng ta coi mình có ích kỷ không nè. Bây giờ ích kỷ là gì? Ích kỷ là lợi ích cho riêng mình, chỉ lo nghĩ tới mình thôi, còn ai khổ như thế nào thì kệ người ta. Đó là cái người ích kỷ. Thưa quý đồng đạo, cái người ích kỷ đó, ích kỷ từ cái lời nói, ích kỷ từ cái hành động, ích kỷ từ cái tư tưởng của chúng ta. Chúng ta thấy rằng là cái người ích kỷ đó, trên đời này có ai mà thương cái người ích kỷ
không quý đồng đạo? Ích kỷ của mình chia sẻ cho người hay không là quyền của mình, nhưng mà mình ích kỷ đó hình như ai cũng ghét hết trơn. Hãy gặp cái người ích kỷ, người ta nói đồ ích kỷ, thứ ích kỷ xài không được, thấy không? Chúng ta ích kỷ đó nó chết bớt chết đi cái lòng từ bi của mình và không sanh được phước quý đồng đạo. Trên đời này đó là không ai giàu ba họ mà không ai có ba đời. Nếu chúng ta sống mà chúng ta khi chúng ta có tiền có của mà chúng ta ích kỷ quá thì hiện tại người người chán ghét và sau này chúng ta sẽ bị cái quả báo khổ đau tham lam duy kỷ, hậu đắc vô bằng, thất tài thực dạng. Cái người tham lam ích kỷ đó sau sẽ bị cái quả báo nghèo hèn ăn xin đó quý đồng đạo. Chúng ta thấy ngày nay có rất nhiều người ích kỷ mà Đức Thầy cho biết nè: mãn điển tu quy hoàng nhà cửa, ai khốn cùng để mặt đất trời xanh. Hay là thấy kẻ khờ đó quê dốt ngạo cười, chớ chẳng lấy lời chi chỉ bản. Thấy người ta khờ khạo không biết gì hết thì lo cười lo khinh thôi chứ không có dạy dỗ gì hết. Hay thấy người ta nghèo người ta khổ thì mình đó là ăn không hết, lo dành lo cắt đem bạc trăm như vậy lo cúng Phật, chứ còn những người xung quanh mình thì không có giúp đỡ. Thì đó là Thầy cho biết cái tánh tình đó nó ích kỷ lắm. Mà hãy còn ích kỷ rồi thì chúng ta sẽ bị cái hậu quả sau này chúng ta khổ lắm. Nhớ lại một cái câu chuyện trong kinh Phật đó quý đồng đạo, có một cái vị tỳ kheo này nè, suốt cả đời như vậy đó là không có một bữa cơm nào để ăn no lòng hết trơn. Mà đến cái ngày mà chứng quả chết đó, cái ngày cuối cùng đó là chứng quả A La Hán rồi, mà đến cái ngày mà diêm tịch đó lại ăn một cái bữa cơm toàn là ở trong đó là cho những dâu không quý đồng đạo. Thì các vị tỳ kheo mới thắc mắc, mới hỏi Đức Phật tại sao cái vị tỳ kheo này đó cũng tu hành chính chắn mà suốt đời ngày nào mà đi khất thực á, đi tới đâu thì người ta không có ai cúng dường gì hết trơn á, mà hãy có người cúng dường thì người ta cúng một chai dừa hay là một muối vậy là đầy cái bình bát rồi đi về. Thành ra suốt cả đời đói khổ, hết sức là đói khổ, đến cái ngày mà cuối cùng đó là tịch diệt là phải ăn một cái bữa cơm mà bằng choi cho chúng choi trộn lại. Thì các vị đệ tử mới thắc mắc, mới hỏi Đức Phật. Đức Phật mới kể lại tiền kiếp của cái vị tỳ kheo đó như thế này nè quý đồng đạo. Nói khi xưa đó có một cái gia đình nọ có hai mẹ con thôi, mẹ giá con tôi. Thì bà mẹ này là rất có cái tâm cung kính tam bảo, hằng ngày đó là bà có cái gì bà cũng đem đến cúng dường cho chư Phật và chúng tăng. Ngay cái anh con mà con của bà đã quá là ích kỷ, do đó mà thấy mẹ mình làm như vậy đó không có bằng lòng, mới làm mới tiền bạc bao nhiêu là anh ta nắm hết trơn, không có cho bà đồng nào hết chứ. Một ngày như vậy là chỉ cho bà ăn hai bữa cơm như vậy, rồi bà thấy như vậy thì làm sao mà đi cúng dường được. Do đó mà bà cũng chấp nhận ăn hai bữa cơm, nhưng mà mỗi khi tăng đó là bà chỉ ăn phân nửa à, cũng như là bà xớt ra phân nửa và đem bà cúng dường cho chư Phật, còn phân nửa thì bà mới dùng. Nhưng mà cái anh chàng này quá ích kỷ, cũng không muốn cho mẹ mình cúng dường nữa, do đó mà mới bắt mẹ bây giờ bà phải ăn trước đi rồi còn lại bao nhiêu mới đi cúng dường cho Phật. Đâu phải là anh ta nói như vậy là yên đâu, ở phía dưới á, trong cái bát cơm như vậy là anh ta trộn cho với dâu của mẫu đồng đạo, cho với dâu trộn ở dưới á, rồi anh ta mới để cơm lên một phần ở trên. Thì bà mẹ có tưởng đâu là toàn là cơm, chắc là Đức Phật lòng từ bi không có cố chấp, do đó mà bà dùng ở phía trên phớt ngang một phần, còn ở dưới bà đem bà đi đến và cúng dường cho Phật. Suốt một tháng trường dài như vậy đó quý đồng đạo, thì bà cũng không hiểu không biết cái cớ sự như thế nào. Thì Đức Phật mới kể cái tiền kiếp của cái anh chàng ích kỷ đó đó, vì mà cho mẹ cúng dường chư Phật, cho chú voi ở phía dưới độn đó đó, mà cái kiếp này nè đầu thai lên là nghèo khổ, đi tu hành mà đi khắp thực tới đến đâu thì người ta cũng không có cúng dường mà đến chết. Cái ngày chết cuối cùng còn phải ăn cơm, mà ăn cơm đó là ăn cho chú voi trộn lại, thì chúng ta thấy đáng sợ chưa quý đồng đạo? Cái tâm bổn sẽ ích kỷ, cái hậu quả rất là nguy hiểm. Nếu chúng ta ích kỷ và vật chất á thì chúng ta sẽ bị cái quả nghèo khổ đói khát, còn nếu chúng ta ích kỷ mà về tinh thần á thì chúng ta sẽ bị cái hậu quả tấu vốn. Nên chúng ta biết cái Phật pháp hay là chúng ta biết cái lời hay lẽ phải mà chúng ta không nói cho người khác nghe đó là sau này chúng ta sẽ bị cái hậu quả tấu vốn. Chúng ta nhớ khi xưa vào thời Đức Phật, các vị đệ tử của Đức Phật, chúng ta thấy là có ông Bàn Đặt, nghe hai cái chữ Bàn Đặt là dốt đặt đó quý đồng đạo. Tôi nói Đức Phật đó là cho 500 vị tùy theo dạy ông đó nha, là suốt 3 năm trường mà chỉ có một cái bài kệ thôi: Cầm tảo già lam đẹ, thời thời phước huệ sanh, tuy vô tăng thánh trí, diệt khổ thánh nhân hành.
xin quét đất dừng chùa giờ giờ sanh phước huệ, tuy không có khách đến cũng có thánh nhân đi. Như vậy đó, một cái bài kệ có bốn câu à, quý đồng đạo mình thử hình dung gần 500 người mà dạy 3 năm không thuộc. Sau đó là cái ăn của ông đó là tỳ kheo Châu Lợi nói thôi em ơi, em đi đến đây em ăn cơm của đàn ma thiếu chủ mà em không thuộc được một cái bài kệ để tụng niệm có xứng đáng gì, thôi em hãy quần tục cho rồi. Thì lúc bây giờ đó là bàn đạt quá quá kính mến Đức Phật, do đó mà đứng tại tịnh xá khóc. Đức Phật đi đến mới hỏi gì sao con khóc, thì bàn đạt mới kể hết sự tình. Bàn đạt nói thôi con đừng có khóc nữa, hãy theo ta về tịnh xá. Đức Phật về tịnh xá, Đức Phật mới trao cho cây chổi, nếu con chỉ học hai chữ chổi quét thôi, hàng ngày con lấy cây chổi này là con quét rác trong nhà ngoài tịnh xá, rồi con học hai chữ chổi quét, mới học chữ chổi thì quên chữ quét, học chữ quét thì quên chữ chổi, dốt tặng nạn như vậy đó quý đồng đạo. Như vậy đó, sau thì Đức Phật mới khai ngộ cho ông. Nói bằng đặt à, hai chữ chổi quét có gì đâu mà con không biết. Về sự là dùng cái cây chổi hữu hình để quét sạch rác trong và ngoài tịnh xá để cho mát mẻ cả ta lẫn người. Còn về lý á, là con phải dùng cái cây chổi vô hình để quét sạch tham sân si phiền não trong tâm địa của con, chứ có gì đâu không biết. Thì Đức Phật khai ngộ đến đây thì bằng đặt mới dứt hết chướng nghiệp, mới chứng đắc đạo màu. Các vị tỳ kheo mới thắc mắc hỏi chứ tại sao mà Bàn Đạt lại tối dốt như vậy. Đức Phật mới kể lại tiền kiếp xa xưa của Bàn Đạt do cái tâm ích kỷ. Ông là một nhà tôn thông minh sáng suốt thuộc lào tất cả kinh điển, nhưng mà muốn làm thầy thiên hạ không nói pháp cho ai nghe, do đó mà cái hậu quả kiếp này tối dốt tặng mạng như thế. Thưa quý cô bác anh chị em, chúng ta thấy không, bởi vì mình biết cái gì nên nói ra đi các đồng đạo, chứ còn chúng ta giấu giấu nó coi chừng là cái kiếp sau chúng ta tối dốt khổ lắm đó. Thưa quý đồng đạo, về vậy mà Đức Thầy cho biết là sao quý đồng đạo, tu hành mà dị kỷ quá chừng thì làm sao thoát khỏi trầm luân. Thưa quý đồng đạo, vẫn biết rằng sống ở trên đời ai cũng phải lo thân, nhưng cái người hiểu đạo biết rõ cái thân của mình tạm mượn trong thời gian để học hỏi nên lo vừa chừng chẳng có ích kỷ, vừa lo cho mình vừa giúp ích cho đời, chừng bỏ xác có cái khác. Còn người không hiểu đạo vô lo giữ nó bằng cái lo ích kỷ mê lầm, thì kịp đến khi tử thần gõ cửa thì chúng ta cũng buông hết trơn, không có nắm được cái gì hết, mà cái tâm bất kỷ đó chúng ta rất là khổ đau. Thưa quý cô bác anh chị em, vì vậy mà Đức Thầy nói là hãy dẹp lòng chỉ kỷ tham lam, lo vun trồng phúc đức, bố thí kẻ nghèo hèn, ráng công phu sám hối mới có thể yên vui nên mình cực lạc, lánh sự giả tạm ở cõi trần này. Thế thì với cái câu thứ nhất là Đức Thầy dạy chúng ta thì phải dẹp tánh tình bất kỷ, có nghĩa là ngày kia chúng ta hãy dẹp cái bản ngã này đi, cái sự cố chấp, bởi vì chúng ta coi ta là trọng, nó coi ta là trên hết, cái gì cũng bảo đủ cho mình đó. Từ cái chỗ mà chấp ngã này, ích kỷ này, lắm khi chúng ta phải rơi vào cái con đường tà. Hãy khi mà nó bệnh, nó đau rồi thì bắt đầu chúng ta chạy thầy bùa, thầy pháp để làm cho cái thân này nó được trường tồn. Lắm khi mà chúng ta quý trọng cái thân mình, chúng ta chấp ngã rồi, ích kỷ chấp ngã rồi thì ai đụng tới chúng ta thì tham sân si nó nổi lên. Chính vì vậy mà cái câu chúng ta Đức Thầy mới dạy tiếp thì phải dập tánh tình bất kỷ, mau trở lại từng theo tà nguyện tham sân si chớ để trong lòng, mau trở lại là ngày kia chúng ta phải mau hoài đầu trở lại đi. Thưa quý đồng đạo, tại sao không được chậm trễ hoài đầu mà ngày kia chúng ta phải mau mới được quý đồng đạo? Thưa quý đồng đạo, bởi vì cái đời này đó, cái vô thường tẩm tắc, nếu chúng ta đã lầm lạc rồi mà chúng ta không mau hoài trở lại đó là lay quay vô thường nó đến, chúng ta có hoài đầu không có kịp với đồng đạo. Một mai đến số vô thường, trong kia giới tội có lường kịp chăng, muôn việc đều nương lấy tắc hơi, hơi vừa dứt cuộc đời tôi cũng dứt. Do đó chúng ta phải mau, và cái thứ hai phải mau trở lại, vì hôm nay gặp được Đức Thầy là ông Phật trở lại đây rồi, gặp được cái nền chánh đạo rồi thì chúng ta phải mau hoài đầu. Bởi vì Ngài cho biết là mùi đạo diệu chúng dân ráng kiếm, trễ thời kỳ khó gặp đặng ra, và phải mau, bởi vì đây là cái thời kỳ ân xá, cái thời kỳ xả tội. Nếu chúng ta có lỡ lầm tội thì chúng ta mau hoài trở lại thì chư Phật sẽ ân xá cho chúng ta. Đời này vốn một lời hai, cho sao trong trần hạ mấy ai tu trì. Thưa quý đồng đạo, mau trở lại từng theo tà quỷ. Chúng ta coi tà quỷ là gì, chúng ta có theo tà quỷ hay không mà Đức Thầy kêu chúng ta phải mau trở lại. Thưa quý đồng đạo, nói về cái tà quỷ thì Đức Thầy kêu chúng ta là phải niệm cho tà quỷ dậy thì gian ra. Bây giờ chúng ta coi nó có ở trong mình không mà Đức Thầy kêu mình phải niệm cho nó gian ra.
Bây giờ chúng ta thấy cái chữ tà là gì? Tà là không chấm. Tà như chúng ta thấy tà dâm, tà nghiệp, tà mạng, tà ngữ đó, tà kiến. Vậy thì chữ tà là không chấm. Còn cái chữ quỷ là cái phần xấu xa, độc ác, hại người thì gọi đó là quỷ. Người ta nói cái câu là quỷ nguyệt hay là quỷ kế đó, tức là những cái phần xấu xa độc ác. Thưa quý đồng đạo, thường thường những cái người mà xấu ác quá cái người ta nói cái xấu như quỷ, chứ không ác như quỷ. Chúng ta không có thấy con quỷ nó như thế nào. Cái gì xấu ác quá cái người ta so sánh như là có loài quỷ vậy đó. Thưa quý cô bác anh chị em, vậy thì ở đây cái thầy muốn nói là khi chúng ta đừng theo tà quỷ, có nghĩa là chúng ta đừng có theo những cái điều xấu xa, những cái điều tà dại, những cái điều không có chân chánh. Thì ở đây nó có hai phần. Nếu mà nói về sự là chỉ cho những cái phần tà sư ngoại giáo ở bên ngoài, mà Đức Thầy cho biết là đạo Nguyễn Dương rất nhiều chi nhánh, mong dương trần sớm chánh mới màu. Hay là Đức Thầy cho biết là đừng theo lũ quỷ lũ ma, cúng kiến nó mà nó phải ăn quen. Thưa quý cô bác anh chị em, nói về cái tà quỷ mà nói được về cái tà sư ngoại giáo, nó rất là độc hại. Nó chẳng những giết chúng ta trong cái đời này, mà muôn đời chúng ta phải lầm lạc vào cái con đường tà. Thì chúng ta gieo duyên với cái phe tà rồi thì muôn đời chúng ta khó mà thoát ly ra được. Cho đó ngài Đức Thầy bảo là đừng bả đâu tin muốn nghe càng, là ngu muội đọa thân khổ kiếp. Tức là chúng ta trước khi ra đi, ngài cũng không quên kêu gọi tín đồ ra đi dặn lại ít lời, khuyên trong bổn đạo dạy thời ráng nghe. Dầu ai tài phép bài phe, ham linh ham niệm sợ em mang nghèo, lựa cho phải cột phải kèo, phải dây phải dế mà theo kẻo lầm. Ngọc kia ẩm dạng khó tầm, chọn nơi chân chánh khỏi lâm khổ hình. Thưa quý đồng đạo, hay là lựa cho phải kèo xưa danh mộc, đừng để lầm thợ khéo sơn gia, thì sau này đến lúc phong ba dông gió lớn cột kèo khỏi gãy. Chúng ta biết cái vấn đề mà tà sư ngoại giáo, nhất là cái thời kỳ hạ môn này đó, nó mọc lên như nấm cái đồng đạo. Đức Thầy cho biết là tam thiên lục bá giáng lâm trần, khóc tử lang tâm tiếng ngoại dân, tà quái hạ môn khai ác chiến. Chúng ta thấy đó, mình đi tới đâu đó, chỗ này cũng có lên lên xuống xuống, chỗ kia thì xưng Phật ra đời, chỗ nọ thì xưng hô thần thánh đủ thứ hết với đồng đạo. Nếu chúng ta không khéo là chúng ta sẽ lầm liền nào với đồng đạo. Bởi vì cái phe tà với cái chánh đó, nó chỉ cách nhau một cái đường to sợ tắt thôi. Nếu chúng ta không khéo là chúng ta lầm liền. Bởi vì tà nó cũng mượn lời kinh tiếng kệ, những giáo lý của Đức Thầy nói ra, tấm khi đồng đạo chúng ta tưởng đó là thật và chúng ta theo là chúng ta rất nguy hại cho cái đời chúng ta. Trong kinh có kể cái câu chuyện như thế này nè quý đồng đạo. Nó khi xưa đó, trong một cái khu rừng nọ thì có cái gia đình của cái nhà dê này nè. Hãy con mẹ dê mà đi đâu á là kêu các con phải đóng chặt cửa lại. Chừng nào mà mẹ về đó, mẹ phải bỏ cửa ba cái và mẹ đọc lên bốn câu như vậy nè: các con hãy mở cửa, dê con ngoan ngoãn hãy mở cửa ra, mẹ đã về đây cho các con bú. Chừng nào mà các con hãy nghe như vậy đó, các con hãy mở cửa. Thì thưa quý đồng đạo, khi mà dê mẹ dặn dê con rồi thì dê mẹ đi. Tình cờ đó là ở bên nhà đó, có con chó xấu nó rình, nó nghe dê mẹ dặn dê con như vậy đó. Do đó mà dê mẹ vừa đi khỏi một thời gian là đầu con chó xấu nó gõ cửa, nó mượn bốn cái câu mà mẹ nói với dê mẹ dặn đó. Nó nói dê con ngoan ngoãn hãy mở cửa ra, mẹ đã về đây cho các con bú. Chó xấu nó gõ cửa và nó nói y như vậy. Cái cả đàn dê á, dê con nó láo nháo lên, nói à, mẹ về mừng vô cùng. Nhưng mà riêng có con dê anh cả, con dê anh cả là dê đầu đàn đó, nó biết. Nên đây các em nè, các em nghe cho kỹ coi, đây không phải là cái lời, mặc dù cái lời dân mẹ dặn mình, nhưng mà cái tiếng nói này á, nghe nó không có ngọt dịu bằng mẹ. Coi chừng chúng ta mở cửa ra là bị nguy hiểm đó. Thì các em dê em đó, nó nghe lời anh cả của nó không mở cửa ra. Thì lây quay một thời gian thì dê mẹ quay trở về thiệt. Lần này dê mẹ gõ cửa và đọc bốn câu y như dặn các con vậy. Thì con dê anh cả nó mới lên tiếng trước, nói đúng rồi đó các em, đây mới thật là cái lời của mẹ, đây chính mới thật là mẹ của mình. Chúng ta hãy mở cửa ra đi để đón mẹ. Thì rõ ràng khi lúc bây giờ nó mở cửa ra thì gặp mẹ nó, mẹ con mừng quá sức là mừng và mới hỏi: mẹ ơi, từ khi mẹ đi tới giờ đó mẹ có về lần nào không mẹ? Mẹ nó nói là không các con à, từ khi mẹ đi tới giờ mẹ chỉ về lần này là lần duy nhất thôi. Thì các con mới kể là có người gõ cửa và nói như vậy đó. Thì mẹ
xấu đó các con, nó mượn lời của mẹ dặn các con để nó nhử các con ra ngoài nó ăn thịt đó. Thầy thưa với đồng đạo, qua cái câu chuyện này để ý của chúng ta với đồng đạo, thì chúng ta thấy rằng đó là chúng ta sống trong cái thời kỳ này cũng vậy, tà sư ngoại giáo nó lúc nào nó cũng kình gặp mượn giáo lý của Đức Phật, Đức Thầy, để rồi lắm khi đó là đồng đạo chúng ta nhẹ dạ mong lòng cả tin đó, thì lắm khi nguy hại cả đời mạng chúng ta. Do đó chúng ta phải cố gắng, chúng ta cân nhắc cho kỹ với đồng đạo. Chúng ta biết bây giờ đó, nói về cái phe tà đó với đồng đạo, với đồng đạo chúng ta đó, năm rồi mà tả tại An Giang này, có cái người này nó ra đời đó là để tóc nhân gia như vậy đó, mới nói với quý bà, nói quý bà tu theo đạo Phật giáo Hòa Hảo với bà ăn chay bao lâu rồi, cái quý bà nói tôi tu đó là người nào mấy người thì ăn chay 15 năm, người ăn chay 20-30 năm. Cái anh này nó hỏi chứ quý bà tu vậy, quý bà biết thầy của quý bà không? Cái quý bà nói với thầy tôi, tôi biết chứ sao, con thầy tôi chấn mặt rồi, anh ta chỉ vào trong ngực của anh ta, anh ta nói tôi là thầy của các bà, tôi trở lại đây nè. Cái bà nói với bà tướng đồ của Đức Thầy mà thầy trở lại với bà không biết. Chúng ta thấy rằng rất là nguy hại. Thưa quý cô bác anh chị em, vào khi mà nó, lúc mà Đức Thầy chúng ta về làng Nhân Nghĩa Cần Thơ đó, thì lúc bây giờ ở tại Long Xuyên đó có ông đạo này ra đời, chị bệnh y như thầy, cũng nói đạo y như thầy vậy. Thì cái ông đạo này nói với anh em tín đồ đó, nói tôi đó, bây giờ thầy bị người Tây bắt rồi, tôi bây giờ dâng lệnh thầy đó thay thế thầy để làm thầy các ông để mà giáo hóa. Thì bây giờ ở trên Long Xuyên á, ở làng Mỹ Hội Đông á, thì có ông Nguyễn Chi Diệt và ông Út Chát, mới sợ thấy anh em sao đi theo cái ông này quá nhiều đi, do đó mới xuống với gặp Đức Thầy. Nó thưa thầy, bây giờ đó là ở tại Long Xuyên có ông đạo này ra đời y như thầy vậy đó, chị bệnh y như thầy, giảng đạo y như thầy, nói thay thế thầy để giáo hóa tất cả chúng sanh. Anh em theo nhiều quá, con sợ không biết phải cái người này là tà hay trắng, nhờ thầy cho chúng con biết rõ để cho báo cho anh em biết để xa tránh. Thì Đức Thầy nói như thế này nè quý đồng đạo à, thầy nói là từ đây về sau đó có ai ra đời dạy đạo na ná y như thầy thì phải căn cứ vào bốn điều sau đây sẽ biết người đó tà hay trắng. Đức Thầy lấy giấy mực ra của thầy ghi, thứ nhất cái phe tà đó phải còn ăn tiền bạc là tà, cái thứ hai là còn xưng hô thần thánh là tà, cái thứ ba đó là làm cái hình tướng lạ đó là tà, là tức là Đức Thầy nói là còn để đầu lăn tóc xỏ là tà đó đồng đạo. Thì ở đây thứ nhất là Đức Thầy nói là còn ăn tiền bạc là tà, thì Đức Thầy cho biết rất rõ bây giờ bất luận người nào không dùng của thế sắc màu cũng không nói cho bổn đạo rõ lòng ấy là chân chánh mới hồng dung quang. Cái thứ hai là Đức Thầy mới nói là cái người mà xưng hô Phật tiên thần thánh trở lại đó, thì Đức Thầy cũng kêu chúng ta phải cảnh giác. Và cái thứ ba là còn để đầu lăn tóc xỏ đó là Đức Thầy muốn nói đó là cái người làm cái hình tướng lạ. Bởi vì Đức Thầy cho biết là cái người để đầu lăn là sao, tóc chúng ta mà để lâu ngày đó chúng ta không gọi không chảy, với cô bác mình ai mà để tóc dài biết liền, để chừng 5-10 tháng đi mà không gọi mà không chảy đó là tự nhiên nó sẽ tanh lại, nó cứng ngắc hàng với đồng đạo. Thì chúng ta thấy có ai mà cái đầu mà thời gian dài mà không gọi không chảy đó thì nó hôi hám chừng nào. Ma tà nó chỉ dựa thôi chứ Phật tiên thần thánh nào mà dám vô cái xác của cái người đó, phải không đồng đạo? Do đó mà ở đây Đức Thầy nhắc chúng ta cái vấn đề này. Thưa quý cô bác anh chị em, vậy thì ở đây chúng ta nói và gọn lại, mau trở lại đừng theo tà vị, có nghĩa là chúng ta đừng theo những cái linh nghiệm, những cái tà sư ngoại giáo, đừng có chạy theo ông lên và xuống bóng tròn rồi soi căng bói quẻ, thì đó là cái phần cái sự bên ngoài. Và cái tà vị mà nó nặng nề nhất đó, đó là cái tà vị ở trong lòng của mỗi chúng ta đó, đó là tham sân si đó. Thì ngoại tà vị là cái phe tà bên ngoài, còn nội tà vị là tham sân si trong lòng của chúng ta. Thưa quý đồng đạo, tham sân si chớ để trong lòng. Thì chúng ta thấy rằng đó, tham sân si nhà Phật cho biết đó là tham độc chứng, nó độc còn hơn cái lòi rắn độc. Cái lòi rắn độc đó thì nó chỉ cắn chúng ta chết trong một đời thôi, mà tham sân si đó nó làm cho chúng ta chẳng những chết cái đời này mà muôn đời ngàn kiếp chúng ta phải bị đọa lạc, phải bị trầm luân cũng vì ba cái tên rắn tham sân si này. Thưa quý đồng đạo, bây giờ chúng ta tìm coi cái con rắn tham nó như thế nào. Thứ nhất là tham, tức là tham là
là gì với đồng đạo? Ham có nghĩa là cái lòng ham muốn quá độ của con người, ham muốn mà không kể gì liêm sĩ. Đức Thầy cho biết là ác thứ 8 là lòng tham hiểm muốn bao gồm của thế một mình, tham nhà cao cửa rộng thân dinh, tham giường ruộng cò bay thẳng kiến, thấy của người đó thèm khô nước miếng, tính làm sao đường gạt lấy đây sẵn túi tham, bất cứ chuyện gì giàu xấu tốt cũng là dồn chứa. Với lại diễn tả cái tánh tham thấy hỏi âu với quý đồng đạo, thấy của người thì thèm khô nước miếng, người ta thèm thì chảy nước miếng, còn Đức Thầy nói thèm khô nước miếng có nghĩa là nó thèm quá sức, thèm biết rồi chảy hết nước miếng luôn với đồng đạo, nó khô luôn. Giàu xấu tốt cũng là dồn chứa. Chúng ta thấy cái tánh tham á, thường thì cái tốt người ta dồn chứa nó không nói chi, mà cái xấu cũng dồn chứa nữa. Thưa quý đồng đạo, cái túi tham á, người đời người ta thường nói đó là cái túi dây thun, biển sâu dễ lấp mà túi tham có đầy, dồn vô hoài nó cũng không thấy đầy đủ được. Thưa quý đồng đạo, tham nó có 6 thứ. Thứ này nói là tham danh, tham lợi, tham sắc, tham tài, tham quyền, tham thế. 6 cái tánh tham này nó gây ra cái tác hại vô cùng với đồng đạo. Đức Thầy cho biết những sự ấy đã xô đẩy con người vào chẳng biết bao nhiêu cuộc chiến đấu ác liệt, gây nên những thảm họa tài trời, những tấn tồn giặc giả cướp của sát nhân, những vụ hối lộ, những vụ tranh thế giành quyền đã làm cho nhân sanh điêu linh trong dòng tai nạn khắp hại. Cái tham ấy cũng đã làm cho con người phải đau buồn thảm khổ, phải khóc đứng than ngồi, phải liều mình tự sát chỉ vì sự ham muốn không được thực hiện. Chúng ta thấy đó, cái tánh tham của chúng ta đó, cái dòm trời mơ ước của con người nó không có cùng tận với đồng đạo. Được dâu thì đầu tiên, đứng núi này thì trong núi nọ, mong hoài muốn hoài nó không có cùng tận. Nhiều khi đó nha, chúng ta thấy đó, mình làm á, cắt dựng căn nhà khang trang để lo tu cũng được rồi, cái đầu nó so sánh không, người ta đó là bây giờ người ta nhà lầu nhà tường không à, mà mình cũng căn nhà khang trang vậy sao được, phải ráng làm lên có được người ta. Còn ruộng thì có 5-10 cân vậy sống cũng được rồi, nó chưa đâu. Bây giờ đó người ta đó là ai cũng đó là 20-30 cân, cắt ruộng cò bay thẳng cánh, phải cố gắng làm sao được như người ta, như vậy mới thỏa lòng. Thầy thương cái đồng đạo, cuối cùng chúng ta có được gì đâu. Trong kinh có kể là một cái câu chuyện anh chàng tham dường ruộng đó, có đồng đạo. Anh chàng này có một số đất ruộng cũng khá khá, nhưng anh ta thấy mình không có đủ. Nghe đồn ở trên núi nọ có một vị thần linh, hãy ai đến thì cái vị thần này có quyền đó là ban cái phép cho cái người này muốn cái chi được tỏ lòng. Thì anh chàng này đó là đi đến xin với ông, cái ông thần này nói bây giờ ông làm sao cho tôi có được nhiều ruộng nhiều vườn để cho tôi thỏa cái ước mong của tôi. Thì cái ông thần này nói được rồi, bây giờ kể từ giờ này cho đến khi mặt trời lặn, hãy nhà ngươi mà bước chân đi đến đâu đó, bước qua cái mảnh đất nào thì cái mảnh đất đó thuộc về của nhà ngươi. Thì sao cái đồng đạo, anh ta nghe nói kể từ đây cho đến lúc mặt trời lặn mà hỏi anh ta bước qua cái mảnh đất nào thì cái mảnh đất đó thuộc về của anh. Bắt đầu kể từ đó anh ta cấm đầu cấm cổ để chạy, anh ta chạy không cái đồng đạo ơi, anh ta càng chạy thì anh ta thấy cái mặt trời mà càng ngày nó càng đi xuống rồi đó. Thì anh ta thấy rằng bây giờ đất ruộng thì mênh mông mà mình chạy như vậy thì cũng chưa có giác nổi hết. Cho nên anh ta chạy tối không dám ăn, khác cũng không dám dừng lại uống. Hai chân của anh ta đó là dứt, máu chảy đầm đìa mà anh ta cũng không dừng lại để băng bó. Anh ta chạy mà anh ta thấy cái mặt trời nó càng xuống sâu chừng nào rồi đó. Thì bắt đầu anh ta cố gắng dùng hết sức lực của mình. Cuối cùng thì cái tim của anh muốn dở ra từng mảnh, nhưng mà anh cũng gắng. Cuối cùng khi mặt trời mà nó vừa tắt xuống thì anh ta đã chút hơi thở cuối cùng. Cuối cùng anh ta tranh được bao nhiêu cái đồng đạo? Có 3 tắc đắc thôi, phải không? Vì vậy cái câu chuyện này để thấy rằng con người chúng ta cũng dạy cái đồng đạo, vì cái lòng tham quá độ lắm khi chúng ta làm bỏ ăn bỏ ngủ, mua đất mua giường, cuối cùng đến chúng ta chết rồi chúng ta cũng không có mang cái gì được hết cái đồng đạo. Đức Thầy cho biết là tham tiền tài thì thường chướng nặng eo, tham sắc đẹp nhà tan cửa nát, lúc tặng số nằm chơ một xác, gẫm kim tiền bội bạc bắt tài, đâu làm cho ta được sống dai lại chẳng bước, tiễn đưa một bước, nó không có đưa mình đâu. Khi chúng ta ra rồi đó là chúng ta bỏ hết cái đồng đạo. Không có các anh em về vậy mà chúng ta lại cố gắng cái tánh tham này đó là cái mầm gây ra không biết bao nhiêu thảm họa, cũng vì tham mà lắm khi anh em ruột với nhau mà còn phải cốt nhục tương tàn, lắm khi cha mẹ phải
như tài sản anh em mà chia đều, không đều rồi còn chém giết lẫn nhau. Chúng ta lấy chỉ gì một hai cái canh đất thôi mà lắm khi phải đi ra tòa rồi xử kiện rồi đủ thứ chuyện xảy ra. Thưa quý đồng đạo, về vậy mà chúng ta thấy rằng cái lòng tham nó rất là nguy hiểm, mà Đức Phật cho nó là tiền tài vật chất đó, là không gánh nặng. Đúng không đạo? Khi xưa giờ cái thời của Đức Phật thì Đức Phật cùng Hoa Nam trên cái đoạn đường đi quá duyên, thì tự nhiên đang đi như vậy đó, cái Đức Phật không đi thẳng mà Đức Phật phải né qua một cái đám cỏ xanh một bên như vậy. Thường thì Đức Phật đâu bao giờ mà dẫm lên cỏ xanh mà đi, nhưng mà ngày hôm nay Đức Phật phải né qua trước địa tên dẫm trên cái đám cỏ xanh. Thì ông A Nan thấy lạ quá, bạch Đức Thế Tôn, tại sao hôm nay bỗng như vậy rồi Thế Tôn không đi thẳng mà Thế Tôn phải né qua một bên, Thế Tôn đi trên đám cỏ xanh vậy? Đức Phật mới nói, trước mặt ta là có một cái lò rắn độc. Thì A Nan thấy cũng đâu có cái lò rắn độc nào đâu, mà sao bây giờ thấy lạ vậy? Thì A Nan bước tới thì gặp là một cái hũ vàng. Nhưng mà A Nan cũng phớt lờ, không có quan tâm. Thì ở phía sau có ba người đi tới, gặp vàng tới rồi bắt đầu tranh với nhau mừng lên. Vàng đây rồi, vàng đây rồi. Cái nói gì phải chia mới được à nghe, ba người phải chia cho đồng mới được à, chia không đồng là không được đó. Cái ba người này mới nói bây giờ đó, trước khi mình chia ra đó, bây giờ tự nhiên như không, cái của trời cho như vậy đó là quá sức mừng rồi. Bây giờ mình phải đi mua thức ăn đi, về mình ăn tiệc vui mừng rồi phải chia với nhau. Ngay cử hai người trở lại coi cái hũ vàng, và một cái người thì đi chợ mua thức ăn về đặng ăn tiệc. Thì cái anh chàng mà đi chợ mua thức ăn về đó, anh nói ngu dại gì, mình để cho hai cái tên này nó ở nhà nó còn sống á, chia ra làm ba thì ít. Bây giờ mình mua thức ăn mình tẩm thuốc độc vào đây, mình đem về đó là nó không biết, nó ăn cái nó chết, cái mình còn lại một tên mình ôm cái hũ vàng cho nó thỏa thích. Còn cái hai cái anh ở nhà đó suy nghĩ, nói bây giờ cái hũ vàng này mà chia ra làm ba thì ổn quá. Thôi bây giờ cái người mà đi chợ nè, mình ở nhà mình núp vào cái bụi rậm đi, mình cầm cái cây sẵn đó, đợi mà cái anh chàng mà đi chợ mua về đó mình vốt cho một cây đó là ảnh ngã ra ảnh tử dặn rồi đó, là mình túng hết cái hai mình túng cái hũ vàng này quá sướng rồi. Cái ai cũng thực hiện cái mưu đồ của mình. Cái anh chàng anh đi mua đồ ăn, anh tẩm nước tập, anh cứ đang đang anh đi về, thì tình cờ ở trong bụi rậm có hai cái anh kia chuẩn bị sẵn hai cái cây, nhào ra vốt cho anh ta một cái chết, rồi bắt đầu lôi bỏ chỗ khác. Cái hai người này nói thôi bây giờ trước khi mình chia đó, mình lấy thức ăn đó mình ăn đi rồi cái mình hả chia. Nào chè đâu ăn vô rồi thuốc ăn tẩm thuốc độc, ăn rồi cũng chết luôn với đồng đạo. Chết rồi cái chim chóc ở trên trời đó, nó thấy thức ăn còn đó, rồi nó súng vợ nó còn lại nó ăn, cuối cùng nó cũng chết luôn. Về vậy mà ông bàn công vẫn mới có than đó, than ông nhân tham tài tắc tử, điểu tham thực tắc dâm. Than ông con chim á, con người tham tiền tài mà phải chết, con chim á nó tham ăn cuối cùng nó cũng phải dâm. Thưa quý cô bác anh chị em, về vậy mà cái lòng tham nó rất là nguy hiểm. Chúng ta phải cố gắng làm sao phải đoạn tuyệt nó mới được với đồng đạo. Mình tu thì mình ít có tham lam, không có đồng đạo, không có tham gian của ai. Nhưng mà cái lòng tham, cái lòng mơ của chúng ta nhiều khi nó dụ mình hoài à. Ví dụ như lắm mà chúng ta không có hăng. Có cái anh chàng này ở cái Giang á, thì sống chung với gia đình, anh nói bây giờ đó là sớm ghiền gần người thân một lúc luôn quá. Thôi bây giờ có mình ôm đạo thân để lên núi tu đi. Anh ta lên núi, anh ta chỉ quẩy theo có vài bộ đồ với vài cái một số gạo như vậy, là để lên núi cắt cái cốc cái ở đó tu. Ngay đi lên cái mấy bộ đồ cái anh ta máng ở trên đó đó, cái không biết làm sao cái có con chuột, con chuột có nó cắn quần áo của anh ta đi. Cái anh ta nói không yên rồi, mình lên đây mình ở có mấy bộ đồ mà con chuột nó cắn gì thì sao. Cái anh ta suy nghĩ, được rồi bây giờ mình kiếm thêm con mèo đi, con mèo về cho nó bắt cái con chuột cái yên thân chứ gì. Cái anh ta bắt con mèo đem về nuôi, về nuôi cái con mèo á mới đồng đạo. Mèo nuôi phải cho nó ăn, cái hằng ngày anh ta cho nó ăn đồ chay cho mà nó ăn đâu có nổi nớm tao nớm teo vậy đó. Cái anh ta phải đi mua sữa bò, ngày nào cũng bắt đi mua sữa bò cho cái con mèo nó uống cái trên á, mà từ trên núi mà lội xuống dưới nó sao đó, mà ngày nào cũng phải vất vả đi mua sữa bò. Anh ta suy nghĩ không được rồi, bây giờ thôi mình kiếm lại một con bò đi, kiếm một con bò đem về nuôi á, cái ngày nào mình cũng vắt sữa cho con mèo mà nó uống cái tiện quá. Cái anh ta đi xuống, anh ta kiếm con bò vợ anh ta nuôi, thằng anh ta vắt sữa. Cái nuôi con bò rồi thì sao cái đồng đạo, ngày nào cũng phải đi cắt cỏ cho bò ăn hết trơn.
về cắt cỏ cho vợ ăn. Cái anh chàng thanh niên này sống có mấy năm mà cái buồn quá, nó thôi ông ơi không có được rồi, sống ở đây với ông nó cắt cỏ cho vợ ăn hoài, tao buồn lắm, ông phải cưới cho tao cô vợ đi, cưới cho tao cô vợ này sống đây đó, tôi mới có thể là ở với ông được. Cái anh chàng này tốn thế phải cưới cho cái người ở mình một cô vợ. Thưa quý đồng đạo ơi, con cô vợ lây quay 2-3 năm con cháu đùm đề trở thành một cái gia đình bận rộn. Cái anh ta mới than lên, ôi mình tu cái nỗi gì, mình nói là mình ở dưới nhân gian á, thế gian nó bận rộn quá, mình trốn mình lên núi mình tu cho nó giải thoát, mà bây giờ đó nghe quan gia trái chủ con cháu đầy đàn đầy đóng vậy rồi sao tu. Thưa quý đồng đạo, đây là một cái câu chuyện để nhắc nhở chúng ta, cái lòng tham nó dụ mình, nó dụ từ từ, phải không? Chúng ta phải cảnh giác nó sống, chúng ta phải biết vừa đủ thôi quý đồng đạo. Còn nếu chúng ta không kiểm soát như mình đó, lắm khi ví dụ chúng ta cuối cùng đó là chúng ta bị ở ngoài cái cõi này không có thể giải thoát được. Thưa quý cô bác anh chị em, thì chúng ta thấy rằng cái tánh tham, nếu trong hiện tại chúng ta có tham thì tâm trí của chúng ta không lúc nào thảnh thơi. Tham quá sức thì phải trộm cắp giết người vào tù ra tháng. Mà nếu cái người tu mà chúng ta còn tham luyến thì chúng ta cũng phải bị luân hồi sanh tử, không thể nào mà chúng ta giải thoát được. Thì đó là cái tánh tham. Mà tham không được thì sao quý đồng đạo? Tham không được thì sân hận nổi lên. Đây là cái nguyên tắc. Các bạn cho biết người trên đời ai cũng lòng tham. Nếu mà chúng ta nóng giận mà phần phần ào ào đó, nóng giận mà ai mà đụng tới mình đó thì đánh đập chém giết, lắm khi đó là phải giục ném đồ đạc, đánh đập vợ con, đánh đập người thân một cách tàn nhẫn. Phải ai đụng tới thì ra chữ, thì đó là cái tánh sân nộ. Mà cái tánh sân nộ này thì cũng phải nói rằng nó bộc phát chúng ta là nó không có trong mình biết trước đâu. Phải vì nó nói cô Thắm ơi, ngày mai này tôi sân với ha, là mình biết đường, là cô Thắm biết đường trần gì nha. Còn không có nói, đụng chuyện nó mới biết với đồng đạo. Thưa quý cô bác anh chị em, chúng ta thấy rằng đó, có nhiều người đó vì sân quá phải giết người như chơi với đồng đạo. À, chúng ta thấy trong báo đài hôm rồi có đăng một cái câu chuyện đó, cái anh chàng này nè, anh chàng này đó là có 2 người con thôi với đồng đạo, nhưng mà có một cái thằng con đó là nó cũng lớn lớn tuổi rồi, nó cũng nhỏ nhỏ 7-8 tuổi chứ nó không có phải là nhỏ lắm, còn đứa con kia thì nó nhỏ. Mà anh ta mua được cái chiếc xe đời mới, anh ta cưng vô cùng, anh ta đi đâu nghe là anh ta lấy giải, anh ta đẩy cái xe lại rất là kỹ lưỡng, anh ta mới đi. Cái ngày nọ anh ta đi rồi đó, cái thằng con này đó nó dở ra, nó thấy chiếc xe đẹp quá, nó lấy cái thuốc hiệu đó, nó mổ chỗ này, nó mổ chỗ kia, nó mổ chỗ nọ, mà nó mổ càng mổ thì chiếc xe nó càng bớt méo đó, nó khoái nó mổ càng nhiều. Khi anh ta về đến nhà rồi, anh ta thấy chiếc xe anh ta chạy như vậy, anh ta quá tức, không có kìm lại được. Anh ta mới hỏi bà vợ chứ ai làm cái vấn đề này đây, thì bà vợ có nói thằng con trai cưng của ông đó chứ ai. Bắt đầu sau cái đồng đạo, anh ta mới nói đâu, kêu thằng con trai cưng ra đây biểu coi. Anh ta bắt nhỏ cúi xuống, ông nói đâu cái bàn tay nào mà hồi nãy tập chiếc xe đâu, bắt nhỏ cúi xè 2 cái bàn tay ra. Anh ta lấy cái chiếc cúi rìu mà nó dằn cái chiếc, nó đập chiếc xe đó, anh ta dằn 2 cái bàn tay của đứa con với đồng đạo ơi, nó dập hết trơn mấy cái lông tay, nó khóc quá sức khóc. Anh ta thương ẩm con chạy vào bệnh viện, thì các bác sĩ mới chụp hình đó, mấy cái lông tay nó dập hết trơn rồi. Bác sĩ đề nghị cắt bỏ 2 cái bàn tay. Khi mà bác sĩ đề nghị cắt bỏ 2 cái bàn tay xong rồi đó, đứa con nó tỉnh lại với đồng đạo. Nó nói thưa cha, con xin lỗi cha, chơi chừng nào 2 cái bàn tay đứa con mọc lại được vậy cha, chừng nào mọc với đồng đạo. Từ đó về sau, mỗi khi mà anh ta thấy con mình ăn cơm, học hành hay làm gì không có 2 bàn tay, anh ta muốn tự dặn anh ta chết cho rồi, vì cái tánh sân không dặn được với đồng đạo. Vì vậy mà Đức Thầy nói là trong cơn giận kể gì nhân đạo, tỷ như con cọp giữ trên rừng, gặp thịt tôm cấu xé tinh bừng, phân từng mảnh mới là cỏ dại. Chúng ta thấy ghê tởm không quý đồng đạo? Thì được, chúng ta thấy đó, cái người đời thì như người ta có cái tánh sân đó, nhưng mà quý cô bác quý đồng đạo chúng ta có tu rồi, chắc cái tánh sân đó nó cũng bớt rồi phải không? Mà chúng ta thường là chúng ta dắt phải cái tánh hờn á, cái tánh giận ngầm ngầm ở trong bụng mình á, không có nói ra đó. Cái tánh này mình dễ mắc phải lắm quý đồng đạo. Mây ganh hờn đầy lòng nghi ngút, giữ dạ trong đừng đục với màu. Ai động tới mình á không có nói, nhưng mà sống để bụng chết đem theo, không có quên được. Cái tánh này nó nguy hiểm lắm quý đồng đạo à. Nó không có gì cái lửa lôn đâu. Chúng ta thấy ngày nay mà cái than đá đó, nó cháy nó không có cái ngọn cao, nó
kinh dạo coi biết liền à. Thưa quý đồng đạo, cái tánh hờn này đó nó nguy hiểm lắm. Nếu mà chúng ta không quá giải, không dập tắt đó, là nó sẽ có cái cơ hội nó sẽ bộc phát. Chẳng hạn như bữa nào chúng ta đi ra đồng mà chúng ta thăm lúa đó, nhất là với chú mà làm hàng năm nó biết cắt gành, cái đám lúa mà nó đang xanh tốt như vậy đó mà tự nhiên nó xuất hiện một hai cái đốm vàng thôi, mà nếu chúng ta không trị thì sao? Thời gian nó sẽ trở thành bão ôn, nó sẽ làm ruộng hết cái đám lúa của chúng ta. Cái tâm hờn cũng vậy với đồng đạo, nếu chúng ta hờn giận mà chúng ta không quá dạy nó thì lâu ngày nó sẽ gặp cái cơ hội rồi đó là nó sẽ bộc phát. Hờn người này giận người kia, cái tấm khi đó họ giận ban chị sự ra gặp giận cái một vị đồng đạo nào trong tổ cơm nấu cháo gì thôi, đang đi làm từ thiện ngon lành vậy đó mà ta nói một hai câu không phải, hay nghĩ đi làm từ thiện mà nghĩ đi làm từ thiện rồi cái đâu phải để yên đâu, cái tìm cách nói xấu lại không, thì từ cái chỗ đó đó chúng ta gây nghiệp đối với đồng đạo. Tôi với cô bác anh chị em, cái tánh hờn nguy hiểm lắm. Hôm rồi mà những đồng đạo chúng ta có coi trên cái mạng mà có đăng cái câu chuyện chiến xe định mệnh đó, có một người phụ nữ này lái một chiếc xe chở 50 hành khách thì bắt đầu đi ngang một cái vùng đầu như vậy đó quý đồng đạo, tự nhiên có ba chàng thanh niên kêu xe dừng lại, thì cô ta mới bước xuống xe, thì bây giờ ba cái tên thanh niên đó đó làm cái điều dâm lòng đối với cô. Cô ta la, cô ta kêu mấy người trên xe tiếp cứu cô, nhưng mà mấy người trên xe sợ quá không ai dám xuống hết, thì riêng chỉ có một cái chàng thanh niên nọ ốm yếu đi xuống tiếp cô, nhưng mà tiếp thì cũng không được, bị ba cái tên kia đánh rất là nặng nề. Cuối cùng rồi thì sao mà cái việc làm tồi bại rồi thì cô ta cũng tiếp tục chở lên xe, nhưng mà cô ta ôm cái quốc hạnh trong lòng cô ta không nói ra, cô ta mới quăng cái hành lý của cái anh chàng tiếp cô đó quăng xuống xe. Thì cái anh chàng nói nãy tôi tiếp cô mà sao bây giờ cô không cho tôi đi trên xe, tôi đâu có tội gì. Nhưng mà cái cô này cũng nắm giục cái hành lý kêu anh ta phải xuống xe, cô ta không nói gì, bình tĩnh chạy chiếc xe, chạy đi đến lái chiếc xe xuống đồi. Với đồng đạo ơi, cô ta cũng chết và 50 hành khách trên xe đều tử vong hết. Chúng ta thấy không, giận mà không nói ra, tức là mấy cái người này nè ngồi trên xe thấy cô bị cái cảnh như vậy mà không giúp cô, cô ta không nói gì, ôm cái hạnh trong lòng. Cuối cùng thì cái người giúp anh đó là giúp cô, thì cô dục hành lý kêu phải đi xuống đi để cô trừng phạt mấy người này. Chúng ta thấy cái tâm hờn giận rất là nguy hiểm. Vì vậy mà trong kinh cho biết là nhất sân chi quả năng thiêu dạng phẩm công đức chi lâm, một đốm lửa sân nổi lên nó sẽ thiêu cháy cả muôn mẫu rừng công đức. Thưa quý đồng đạo, nhất niệm sân tâm khởi bá dạng chứng môn khai, vị phiền não chi căn thọ luân hồi chi quả, một niệm nóng giận nổi lên muôn ngàn cửa nghiệp tức thì mở ra, phiền não là gốc chẳng xa, luân hồi sanh tử khó mà thoát ly. Chúng ta thấy nước giận nó không ít lợi gì cho mình hết trơn á. Mình giận người ta sống vui vẻ quay quay à, mình buồn buồn hoài thì sao? Người ta nói vui vẻ đẻ ra tiền, ưu phiền sanh ra bệnh, tối ngày ưu phiền người này phiền người kia, là cuối cùng lại là mình bệnh đau nè, mà buồn phiền hoài thì mau già, không có đồng đạo, mau già thì mau chết. Rồi chúng ta buồn phiền hoài thì sao? Người ta nói là sao với đồng đạo, hãy phát bạo hoài là không có phát huệ, là tâm trí chúng ta càng ngày nó càng thêm tối tăm, chúng ta sẽ phào mòn đi những cái phước đức của mình. Thưa quý đồng đạo, và cuối cùng thì chúng ta cũng phải bị cái nghiệp, chúng ta sẽ bị sa đọa. Chúng ta nhớ là cái câu chuyện của bà Thanh Đề không? Bà Thanh Đề là một Phật tử rất tín thành với Tam Bảo, nhưng một cái ngày nọ bà đội, bà cạo từng cái hạt niếp và kết thành một cái chung niếp như thế này, bà đem đến bà cúng dường cho các vị chư tăng. Bây giờ đó, ông thầy trong chùa thì ông biết, ông mới báo với các đệ tử đó, là ngày mai đó là có một cái đại lễ, là có nghĩa là có người dâng cúng những cái tâm cao quý đó. Nhưng mà các vị tiểu tăng đó, tao có biết đại lễ, tưởng đại lễ là nhiều mâm nhiều quả, lo tiếp những cái người băng cao cổ đầy cho mà. Còn bà Thanh Đề, bà đội một cái chung niếp từ sáng cho tới trưa trên đầu như vậy đó, mà không có ai tiếp đón hết trơn. Bà tức quá, bà mới hất cái chung niếp xuống, bà mới lấy cái chân bà chà bà đạp, rồi bà về đó là bà tuôn cào Tam Bảo xuống. Bà quá chán ghét rồi, như vậy cũng chưa thỏa mãn, bà về nhà bà làm thêm con chó để lấy thịt chó làm nhân bánh bao cho các vị tiểu tăng tham ăn này cho bỏ ghét. Cuối cùng thì sao với đồng đạo, bà chết bà sẽ đọa vào trong cái địa ngục vô gián.
thì quỷ bán tam bảo phá giới tăng chúng. Chúng ta thấy ghê không? Cái lòng mới đầu chỉ hầm hầm các vị chư tăng thôi, nhưng mà không dập tắt được, cuối cùng nó sẽ gây thành cái nghiệp rất lớn. Do đó mà cái thầy nói tôi còn ngại ố sân si, tôi còn nhiều tánh dị kỳ trần mê, khó mong cửa Phật giữa kề. Mà càng gần đâu với đồng đạo? Càng gần địa ngục, nhiều bề thảm thương, tĩnh tâm đốt nén tâm hương, nguyện rằng đệ tử một đường lo tu, ăn năn kẻo ổn công phu. Quý đồng đạo ơi, cái tánh sân này nó sợ lắm. Mà ngạc có một cái là ít có ai mà thoát khỏi. Nhiều khi mình chẳng vô cớ lắm quý đồng đạo. Người ta động tới mình, mình chẳng không nói chi. Mà lắm khi mình còn dặn mình, mặc giặt cái giặt vô chi mà mình cũng dặn nó. Quý cô bác mình thấy có không? Tôi nói có anh chàng này, cái mùa đông mà anh đi ngang cửa đó, anh giật cái máy tôi ra, anh giật hoài nó không chạy, anh tức quá, anh đạp nó xuống sân, anh tống cho nó một cái nữa, cái tay xung qua nó xung phù lên hết chưa. Chúng ta thấy dặn vô lấy vậy mà cũng dặn nữa. Thưa quý cô bác anh chị, thể dặn đó, thì nó sẽ mắc khu, vô bên nó sẽ kéo tới. Có cái anh chàng này nè, anh dân câu dân lưới mà vào cái mùa gió bắc đó, cái đạo nước lên đó, cái anh ta đi dân câu dân lưới, cái ngày nào anh ta đi chống xuồng đi mà ta chống về, cái gió nó cứ bê qua bê lại hoài, anh ta chống không được. Cái anh ta về nhà anh ta nói nha, mày chắc mày không có con mắt, mày không có thấy đường, do đó mày đi không có thẳng, mày cứ lủi hoài nè. Bởi sao? Cái anh ta kéo cái xuồng lên, anh ta mới lấy nước sơn, anh ta phớt cho cái xuồng nó hai con mắt hai bên. Cái bữa sau đi ra đồng, cái ta chừng về nó cứ lủi nữa. Anh ta nói hôm qua mày không có mắt mà mù, mày không thấy đường, mày lủi không nói chi. Mà hôm nay tao làm cho mày hai con mắt rồi, mà mày không có đi thẳng, mày cứ lủi hoài, tao cho mày chết nè. Anh ta rút cây sào ra, anh ta đập cái xuồng tan nát hết với đồng đạo. Cuối cùng thì sao? Câu lưới gì mắt hết trơn, cái xuồng thì nó tả thôi, anh ta lội bộ, anh ta đi về. Thôi chúng ta thấy dặn mất khôn phải không với đồng đạo? Hễ dặn rồi thì vô minh nó kéo lên. Thôi với đồng đạo, về vậy mà cái con rắn thứ ba đó là mê si. Hễ tham sân rồi thì tất nhiên phải có si mê. Vậy thì si là gì? Thưa quý đồng đạo, mê si có nghĩa là cái lòng cấu tâm mê mội của con người từ đời vô thị tới nay. Mà Đức Thầy cho biết là ác thứ 10, đoạn chót mê si, nguyên tâm tấu từ hồi vô thị, màn vô minh che mờ căn trí, nên thường thi nhận lưỡi làm chơi, lo quyển thân vật chất kém hơn, chẳng tìm biết tinh thần đạo đức, dệt lưới ngay đeo điều phiền phức, bệnh rỉnh đời khổ cực tan thương. Khi nói làm ít chịu suy lường, mãi phạm tội nên rằng nghiệp ác. Đức Thầy nói rằng cái tâm mê si đó là chúng ta gặp tà tưởng chánh, gặp chánh tưởng tà, nhận ngụy làm chân, chúng ta không phân biệt được thiện ác tốt xấu, do đó mà chúng ta lầm lũi trong cái hố sâu tạ lỗi. Thì nói về cái tâm vô mê si này đó, Đức Thầy chúng ta đã cho biết rất rõ cái hành trạng của nó diễn biến như thế này nè quý đồng đạo. Đức Thầy nói là mê si tội ác này do sự thiếu bóc phán đoán, thiếu sự nghĩ suy mà ra. Vì vậy con người ít hay phân biệt được lẽ phải trái, bơ bơ giữ thiện kiến sai lầm, chẳng chịu nhìn nhận chân lý, suốt cả đời ngu muội, chỉ biết mê man theo những vật nhỏ nhen, mau tan mau rã, chỉ biết tin bướng làm càng, không chịu tìm hiểu con đường giải thoát. Thứ nhất là cái này nói là do sự thiếu bóc phán đoán, thiếu sự nghĩ suy mà ra. Vì vậy con người không phân biệt được lẽ phải trái mà cứ bơ bơ giữ thiện kiến sai lầm. Chúng ta thấy thứ nhất là bo bo giữ thiện kiến sai lầm, có nghĩa là khi chúng ta bị mê si rồi thì cái gì mà chúng ta phán ra, chúng ta nghĩ như vậy là đúng, là không bao giờ ai mà nói cho chúng ta nghe được. Chúng ta rất là cố chấp với đồng đạo, cái tâm cố chấp nó sẽ kết thành một cái bè lũ mê si. Mà chúng ta thấy cái câu chuyện mà của thằng bườm á, cha thằng bườm sai đi, đó là cái câu chuyện này trong văn học chắc quý đồng đạo chúng ta biết rất là rằng cha thằng bườm sai đi mua tre về làm cái dàn bầu. Cái giá cái cây tre dài như vậy đó, đi về cái tới cái cổng, tới cái cổng cái đi vô mới được. Cái hỏi cha ơi, bây giờ cái cây tre về anh ta dắt ngang trên vai vậy đó, giờ sao đi vô cái cổng? Cái cha nói mày đi vô cái cổng không được, mày vô mày lấy búa rồi mày đập cái cổng đi, mày dắt cái tre vô. Cái dạc lấy cái búa đập cái cổng xong rồi cái dắt được cái cây tre đi vô cái gặp mấy cái hàng cao nó cản đường nữa, cái đi vô không được. Cái hỏi cha làm sao? Cái cha nói mày vô mày hỏi ông nội mày coi sao. Cái vô hỏi ông nội nói con lấy búa đi, con đốn hết cái hàng cam này, cái con
che vô được à. Thôi ông bà, anh ta cũng nghe lời ông nội, tốn hết cái hàng cao để dát cái che vô làm cái dàn bầu. Chúng ta thấy nuôi qua đời thấy không cái đồng đạo, từ đời con đời cha luôn tới đời ông nội, đó là cái tâm mê si. Chúng ta chỉ cần đổi, bây giờ mình dát cái che mà dát ngang không được thì chúng ta dát dọc cái thì nó đi vô rồi. Như vậy đó mà cái tâm cố chấp rồi đó này, chúng ta thấy chúng ta không có uyển chuyển được cái tình thế mà cuối cùng thì làm nên những cái chuyện nó không có tốt đẹp gì cả. Thưa quý cô bác anh chị em, hay là cái tâm cố chấp như cái bà già họ đó, bà có hai người con, một người thì thường đó là bán giày, một người thì bán áo mưa. Mà hãy ngày nào á trời mưa cái bà qua đứa con bán giày, bà ngồi bà khóc hoài, bà nói tội nghiệp con tôi quá à, mưa gió không có ai mua giày chứ, bà khóc. Cái tới trời nắng lên cái bà qua đứa con bán áo mưa, bà ngồi bà khóc, bà nói trời nắng giày đó không có ai mua áo mưa trên con tôi nó bán hết ẩm. Vì vậy mà hãy nắng mưa gì bà cũng khóc chứ, bà khóc tối ngày vậy đó. Cái mà ngày nọ bà đến bà gặp ông sư, nó cuộc đời tôi sao khổ quá, ngày nào tôi cũng khóc hết trơn á, bởi tôi có hai đứa con bán giày bán áo mưa nó vậy đó. Hãy mùa mưa ngày mưa thì tôi thương đứa con bán giày, mà hãy cái trời nắng thì tôi thương đứa con bán áo mưa không ai mua. Ông sư nói bà ơi sao bà khờ dữ vậy, bà chỉ đổi tư tưởng lại cho bà hết khóc chứ có gì đâu. Hãy trời mưa thì bà mừng, mừng cho đứa con bán áo mưa nó bán đắt, còn ở trời nắng thì bà cứ mừng cho đứa con bán giày nó bán đắt. Mà chỉ đổi tư tưởng lại cái là bà hết hết sầu hết khổ chứ có gì đâu. Thưa quý đồng đạo, qua cái câu chuyện này để cho chúng ta thấy rằng cái tâm cố chấp đó, nó làm cho chúng ta đau khổ, mà chúng ta chỉ cần chuyển một cái là chúng ta sẽ nhẹ nhàng liền. Phải không quý đồng đạo? Bây giờ cái thế giới này chúng ta không thể thay đổi được, chúng ta phải thay đổi cái tâm của chúng ta. Bất cứ cái việc gì trên cái cõi đời này nó đến với chúng ta rồi, nếu chúng ta thấy mình không có thể hóa giải nó được, chúng ta chỉ cần chuyển cái tâm của chúng ta cho nó nhẹ nhàng, cho nó thích hợp lại là chúng ta sẽ không có còn khổ đau. Thưa quý đồng đạo, do đó mà Đức Thầy nói là bo dự thiện kiến sai lầm, chẳng chịu nhìn nhận chân lý. Chúng ta thấy cái chân lý là cái lẽ phải muôn đời không có thay đổi, như là cái chân lý là nhân quả nghiệp báo nè, con người sống phải có vía có hồn có trời có Phật. Nhưng mà chúng ta không có chuyện với đồng đạo à. Đức Thầy nói là phải vô thần luận thường cho rằng thân xác tức là con người, thân còn người còn, thân mất người mất, không có thánh thần trời Phật, không có quả báo luân hồi, không có tội có phước có vía có hồn. Đời là thân xác con người, sống là tranh đấu mạnh được yếu thua, phải nên có biết bao nhiêu mánh khóe giang hồ, bao nhiêu món điêu hoa xảo trá, bao nhiêu tàn bạo ngược ngang đều được đem ra dùng cả thảy. Con người chúng ta bị mê si đó, chúng ta không có tin nhân quả, không tin rằng con người chết sẽ có cái kiếp sau, cứ nghĩ rằng chết là hết. Từ đó mà bất cứ cái việc ác nào chúng ta cũng làm, để cuối cùng chúng ta phải gánh lấy cái hậu quả khổ đau. Thưa quý đồng đạo, và Đức Thầy nói là cứ mê mang ra những vật nhỏ nhiên, mau tan mau rã, chỉ biết tin tướng làm càng. Chúng ta thấy bây giờ tới cái chỗ tin tướng làm càng, cái người mê si đó là tin tướng làm càng với đồng đạo. Chúng ta thấy bây giờ nói về cái tin tướng làm càng, mình coi mình có không, nếu chúng ta có là chúng ta bị mê si đó với đồng đạo. Bây giờ Đức Thầy cho biết nào với đồng đạo, rủi lắm đau bởi tại căn tiền, hoặc thiện kiếp làm điều bảo ác, phải ăn năn phước điền tạo tác, lo phúc thanh thẳng giác Phật trời. Và bây giờ chúng ta ốm đau, chúng ta không có lo ăn năn, không có lo phước điền tạo tác, mà khi ốm đau rồi thì chúng ta sát sanh hại vật, chúng ta cúng tế cầu cho tội quả tiêu trừ. Thì nếu ai còn mê tín cái kiểu này, bệnh đau nó đi coi cái ông như là ông thầy ông con mấy cô đó nghe, cô bị bà tổ cô hành đó à, bây giờ làm sao về đó là cúng con dịch đi mới hết. Cái cuối cùng cái nghe cũng phải quá, nó chắc mình bị bà tổ cô cho nó nhức đầu hoài, về làm con dịch cúng cái cúng nó không hết nữa, cái đi lại cái nói ông ơi sao cúng con dịch mà không có hết. Cái ông thầy quá ông mới nói chắc là cô bị bà lãnh cô cao hơn, giờ cúng cái thủ chỉ đi mới hết. Cũng nghe lời cúng cái thủ chỉ không hết nữa, cái lời hỏi cái ông nói cô không phải, chắc không phải bị bà lãnh cô đâu mà mắc thằng binh thằng bố gì đó, giờ cúng con heo đứng mới hết. Cũng nghe lời cúng con heo đứng nữa với đồng đạo ơi, mà cúng con heo đứng không hết nữa, cúng cái gì hết với đồng đạo, chắc cúng cái mạng nữa xong. Thưa với đồng đạo, quá là mê si. Mà chúng ta thấy còn rất nhiều người phải tin cái vấn đề này. Thưa quý cô bác anh chị em, bớt giết giặc tặng
chưa trả gia thiên. Trong nhiều đời nhiều kiếp chúng ta gây cái hậu quả, cái quả bất hạnh chúng ta mới bệnh đau, mà bây giờ chúng ta tiếp tục chúng ta sát sanh chúng ta cúng nữa thì cái chúng ta sẽ gây thêm cái nghiệp ác nữa, thưa quý đồng đạo. Rồi bây giờ chúng ta coi một cái mê si nữa nào, mình coi mình có không nào. Cái thầy dạy chúng ta đó, lúc mà có người chết thì sao, phải chôn cất cho kín đáo, đừng để hôi hướng có hại cho người sống, như thế là đủ rồi. Còn tu thì nếu nhân còn thiện thì quả sẽ cho đó mà được còn thiện vậy. Còn đằng này chúng ta thấy có những người đó bình thường không có tu gì hết trơn với đồng đạo à, không có làm đằng bánh dữ gì hết, không có biết niệm Phật nữa, mà đợi đến chết cái mời đồng đạo lại cái hộ niệm từ 8 tiếng tới 24 tiếng, chừng nào mà cái thay nó mềm lên cái nó sình đó, cái nói bây giờ đó niệm Phật cái thay nó mềm rồi, cái người này sẽ giảng sanh, quan hô mừng reo lên. Chúng ta thấy không, mình không có tu thì làm sao mà có quả chứng được với đồng đạo. Hằng ngày không có niệm Phật, nếu mà bây giờ chỉ mời cái đồng hậu niệm lại, hậu niệm cho mềm giảng sanh, thì Đức Thầy Đức Phật ra đời dạy chúng ta tu hành, dạy chúng ta niệm Phật để làm chi, mà Ngài dạy chúng ta là lòng sáu chữ nhớ không có hết, hay là Nam Mô A Di Đà Phật sáu chữ đi đứng nằm ngồi ráng niệm cho quên, không đợi gì Ngài khác, lúc nào Ngài cũng tha thiết kêu chúng ta niệm Phật, kêu chúng ta làm lành. Còn lần này chỉ là khỏi có tu gì hết trơn, niệm Phật giảng sanh, thì đây là một cái niềm tin mù quáng của đồng đạo. Chúng ta phải tránh cái vấn đề, tôi với cô bác anh chị em không thể nào mà nấu hết được cái những tâm hướng làm càng của chúng ta. Trả lời đó là không chịu tìm hiểu con đường giải thoát. Cái con đường giải thoát quan trọng là làm sao chúng ta phải trở về tâm, sống với cái tâm thanh tịnh của mình, sống với cái Phật tánh vốn có của mỗi chúng ta. Mà chúng ta bị mê si rồi, chúng ta không thấy mình có cái Phật tánh, và lo đi tìm cầu ông Phật ở bên ngoài không à. Tức là cho biết là sao mới đồng đạo, tức là cho chúng ta biết là người Đức Phật cho biết, người nào đâu có Phật tánh, là mỗi chúng ta đều có cái Phật tánh. Khó tìm cho gặp chủ nhân ông, còn ẩn lánh nơi dòng sanh chúng, ai mê tâm nghe qua không phủng, ráng suy tầm đặng mở tâm linh. Vì vậy chúng ta phải tìm cái con đường giải thoát bằng cách phải tìm trở lại ông Phật chính chúng ta. Không nên chạy chùa này miễu nọ mà chúng ta tìm Phật, phải tìm ở trong tâm. Mà thầy cho biết là Phật tại tâm chứ có đâu xa mà tìm kiếm ở trên nông núi. Thì thưa quý đồng đạo, không thể nào mà nói hết được cái hành trạng của cái tâm mê si. Thì cái tâm mê si này cái kết thành cái nghiệp tội rất nặng nề, mà trong kinh cho biết là tâm trí mê muội tội lỗi chập chồng, không biết đường giải thoát, đó là nguyên nhân của luân hồi sanh tử. Cái người bị cái tâm mê si dí như hai cái con mắt tối. Chúng ta thấy cái người mà cái con mắt sáng thì sao, tuy đứng rất là vững vàng, mà cái người mà cái con mắt tối, cái con mắt lờ mờ, thì cái sự nguy hiểm kế cận bên chúng ta hệ. Do đó là cái người mà là cái nhà tu thì chúng ta phải dứt trừ đi được với đồng đạo. Tham sân si nói chung nó rất là độc hại, và nó luôn luôn lúc nào nó cũng rất mạnh, nó kiến thiết cái con đường ác đạo, và nó rất dễ dắt sanh, rất dễ là sanh. Do đó mà trong kinh cho biết là lửa nào bằng lửa tham, chướng nào bằng sân hận, lưới nào bằng lưới si, sông nào bằng sông ái. Thưa quý đồng đạo, tà kiến tam độc thật ma dương. Do đó là nhà tu thì chúng ta nhất định chúng ta không dung chứa nó, mà chúng ta phải đem nó ra ngoài. Do đó cái này nó là tham sân si chớ để trong lòng, phải đem nó ra mới được. Mà bây giờ chúng ta bị tham sân si rồi, muốn đem nó ra phải làm sao quý đồng đạo? Có ai mà bị tham sân si mà mượn người khác đem ra giùm mình được không? Thưa quý đồng đạo, ai phải ráng xét mình, nếu còn tánh xấu thì rưng ra ngoài. Tự mỗi chúng ta phải xét lại mình, nếu còn là chúng ta phải rưng ra. Bây giờ chúng ta rưng ra bằng cái phương pháp nào đây? Thưa quý đồng đạo, Đức Thầy là một ông Phật. Vì vậy mà những gì Đức Thầy đã nói cho chúng ta biết nó là độc là hại rồi, thì tất cả Đức Thầy đều đưa ra cái phương pháp để giúp cho chúng ta diệt trừ nó. Bây giờ đã diệt trừ cái tánh sân, cái tánh tham, thứ nhất là cái tánh tham đi, đã diệt trừ cái tánh tham thì Đức Thầy chúng ta cũng đưa ra một cái phương pháp rất là hữu hiệu. Đức Thầy dạy chúng ta một cái đoạn văn như thế này nè quý đồng đạo. Đức Thầy có biết là thà nghèo thân hơn giàu mà trừ, lo vui chồng khỏi suốt về sau, muốn trừ tham phải liệu cách nào, phải bố thí việc làm ích kỷ, tâm chánh niệm thường thường suy nghĩ, giặt ở trần như bọt nước làn mây, thân ta còn rài bỏ mai đây, của ấy cũng khi can khi hiệp. Chỉ một đoạn văn thôi mà đầy đủ hết trơn cái phương pháp ở trong đó. Thứ nhất là Đức Thầy nói là thà nghèo thanh hơn giàu mà trượt,
lạc, bất chi túc giả phú quý diệt ưu. Có nghĩa là biết mình thường đủ mới vui, nếu tham lam quá chẳng nguôi lo phiền. Nghèo hèn biết đủ cũng yên, cho mình chưa đủ quý quyền cũng lo. Thấy không, mình nghèo mà biết đủ là mình yên, còn mình giàu mình không thấy đủ là giàu cho chúng ta làm đúng bực. Vua ban đi nữa chúng ta cũng phải lo hoài không có yên được. Thưa quý đồng đạo, phải biết đủ, phải biết sống sao, phải bằng lòng với những gì mình có trong hiện tại. Mà nó lỡ nó có mất mát đi rồi thì chúng ta cũng phải bằng lòng theo cái số của mình, đừng có buồn, đừng có khổ. Như vậy chúng ta mới hết tham. Thưa quý đồng đạo, có cái anh chàng này nè, là một cái người buôn bán rất là giỏi. Anh ta có được một cái số tiền, một cái tài sản rất lớn quý đồng đạo. Nhưng mà lay quay đó, thì anh ta làm ăn kinh tế nó thất thoát làm sao đó, chúng giật nợ nằm sao mà hội hàng gì đó, chúng nó giật hết chân đi. Vì vậy mà anh ta trở thành một cái người trắng tay. Anh ta quá sức là sầu khổ. Anh ta nói hồi đó mình nghèo mà mình làm cực khổ vất vả mới có được một số tài sản như vậy, bây giờ hết trơn rồi, không còn gì hết trơn. Anh ta buồn quá, anh ta định đó là anh ta ra cái nó xong để anh ta tự dặn anh ta chết. Anh ta tự dặn anh ta chết với đồng đạo. Thì anh ta đi ra ngoài cái máy xong á, thì vào một cái đêm nọ, anh ta tính đi tới đi lui để anh ta ngắm cảnh, rồi hồi anh ta mới nhảy xong anh ta chết. Cái tự nhiên anh ta ra đó, cái anh ta nghe có cái tiếng khóc. Nửa đêm dậy có lượng gái khóc, khóc là ní na, khóc than cũng như là khổ sở vậy đó. Cái anh ta mới đi lại, anh ta mới nói cô à, sao nửa đêm như thế này mà con không có ở trong nhà mà con ra đây cô than cô khóc vậy cô? Cái cô này cô nói tôi nói thiệt với anh nha, tôi muốn ra đây tôi tự dẫn tôi chết cho rồi, tôi khổ quá à. Hỏi sao vậy? Nói cô không có biết không, cái người yêu của tôi phụ tình tôi khổ quá đi, tôi muốn xuống sông tôi tự dẫn tôi chết, nhưng mà tôi còn ngồi đây tôi khóc vì tôi thương mẹ tôi ngồi đây tôi khóc một hồi là tôi tính cho nó thỏa mãn rồi tôi mới chết. Cái cành này nói cô à, sao cô dại vậy? Hồi nào á cô nghĩ coi, cô mà lúc mà cô chưa có người yêu á, cô sống với mẹ của cô á cũng được vậy, mà bây giờ người yêu cô phụ cô thì cô nghĩ rằng cô giờ cô còn mẹ cô sống với mẹ của cô cũng được chứ có gì đâu cô phải chết. Cái cô nọ cô mới hỏi lại anh ta, còn ông lý do gì mà ông phải ra đây mà nửa đêm như thế này? Cái anh ta sực mình nhớ lại, hồi nào tới giờ á, hồi đó mình nghèo mình trắng tay sao mình sống được, bây giờ mình giàu có, mình bây giờ mình hết tài sản mình cũng trở lại trắng tay như ngày xưa, ngu dại gì phải chết. Thấy không, từ đó rồi đó anh ta sực tỉnh, cô ta cũng hết khóc, bắt đầu hai người trở lại sum họp gia đình, sống một cái cuộc đời rất là bình yên. Thì chúng ta thấy hôm qua cái câu chuyện này, đây là một cái bí quyết sống trong cái cuộc đời của đồng đạo. Hãy chúng ta biết đủ bằng lòng sống trong hiện tại, bớt cái lòng tham là chúng ta sẽ an lạc, sẽ vui vẻ, sẽ thoải mái. Thưa quý đồng đạo, đó là muốn trời cái tánh tham mà chúng ta phải biết tri tốt, phải biết đủ sống trong hiện tại. Cái thứ hai là thầy kêu chúng ta phải biết bố thí. Muốn trừ tham phải liệu cách nào? Phải bố thí việc làm bất kỳ. Chúng ta thấy rằng cái tánh tham nó là cái bản năng của chúng ta. Con người chúng ta ai cũng muốn gom vô không à. Mà nếu ai mà biết buông ra, biết xả ra, biết bố thí đó, đó là chúng ta sẽ tổng, sẽ trừ lần cái tánh tham của đồng đạo. Bởi vì cái tánh tham này đó, nếu mà hàng ngày chúng ta biết bố thí ra hoài, bố thí hoài thì cái tánh tham nó mới hết. Còn chúng ta có tu cỡ nào đi chăng nữa, có niệm Phật ngày đêm đi chăng nữa, mà một đồng chúng ta cũng không ly, thì không thể nào chúng ta động dứt cái lòng tham. Mà hãy cái lòng tham còn là không bao giờ giải thoát. Thưa quý đồng đạo, hữu ái tắc sanh, ái tận tắc diệt, cố tri sanh tử, tham ái di bổn, có yêu riêng ác bị sanh tử, dứt ái nhiễm mắc dứt luân hồi. Nên biết rằng gốc sanh tử do sự tham ái là gốc. Vì vậy mà phải biết bố thí để đoạn trừ cái lòng tham, tức là chúng ta đã đẩy đi cái gốc luân hồi sanh tử. Thế nên Đức Thầy cho biết là muốn cho rắn nặng quá cù, phải xả thân làm phước, duyên phù mới vượt qua. Thưa quý đồng đạo, và cái thứ ba để trừ cái lòng tham là chúng ta phải biết quán vô thường, tâm chánh niệm thường thường suy nghĩ, và ở trần như bọt nước làng mây, thân ta còn rài đó mai đây, cụ ấy cũng khi tan khi hiện. Chúng ta biết rằng cái thân của chúng ta đó, nó mỏng manh, nó chỉ đương có một hơi à. Hơi thở này thở ra mà hết vào không được là chúng ta đã hết một kiếp làm người. Hãy chúng ta hết một kiếp làm người thì sao? Của cải cũng qua tay người khác. Hãy chúng ta còn sống là của cải còn của ta, mà khi chúng ta chết rồi thì của cải qua tay người khác, chúng ta không còn một cái thứ gì cả với đồng đạo à. Chúng ta thấy coi
nhìn lại các nhà tỷ phú coi, những vị thiền chủ ngày xưa coi, nhưng mà bây giờ còn lại cái gì với đồng đạo? Không còn cái gì hết. Vì vậy mà thương mấy người đời không giận không, ruộng vườn nhà cửa có rồi không, vợ con cha mẹ đâu rồi chết, dinh nhục giàu sang rốt cuộc không, trăm khéo trăm khôn đều tạm giả, ngàn mưu ngàn kế cũng quần không, suốt đời lo lắng gầy cơ nghiệp, nhắm mắt hai tay cũng phủi không, tham để làm gì với đồng đạo? Thưa quý đồng đạo, tất cả đều không mà chỉ còn cái nghiệp, nó theo chúng ta từ đời này sang đời khác. Nhắm mắt chỉ nắm hai tay, đâu đem tiền của đem rài hầu non, chỉ có tội phước khởi còn, đến nơi thẩm phán cửa sông Diêm Đài phước nhiều, tiên cảnh lên rài tội nhiều, xa lọ nhiều ngày thẳng thê. Hằng ngày chúng ta phải quán như vậy đó, của dân đường tạm giả mà chỉ có cái nghiệp nó mới còn, do đó chúng ta mới dứt trừ được cái lòng tham. Thưa quý đồng đạo, rồi bây giờ đã trừ cái tánh sân thì làm sao đây? Đức Thầy dạy, chúng sanh nên tầm quạt ba tiêu, chữa quả diện nơi tâm cho tắc. Hay là Đức Thầy nói là đừng để tim gan lửa nó phừng, nó lừng quả diệm mãn, chờ cây quạt khép, tâm trầm siêu diệt tiếng thời hưng. Vì vậy mà để trừ cái tánh sân thì Đức Thầy kêu chúng ta làm sao phải mượn cho được cái cây quạt ba tiêu. Bây giờ cái cây quạt ba tiêu ở đâu mà mượn đây với đồng đạo? Chúng ta biết rằng đó, khi xưa đó thầy trò Tam Tạng trên cái bước đường đi Tây Phương Thỉnh Kinh, thì bây giờ đi ngang cái hồng núi lửa, cái hàng núi lửa nó hoạt động lửa cháy ngùn ngụt, bây giờ không thể nào mà đi ngang có được hết. Thì bây giờ làm sao mới đồng đạo? Ngặt đó phải đi cái đường ngang cái hồng núi này mới thỉnh kinh được, ngoài ra không có con đường nào để đi hết. Thì lúc bây giờ đó là Tề Thiên đó rất là sáng trí, thấy một cái người bán bánh đi ngang qua. Tề Thiên á mới hỏi cô bán bánh này, chứ làm sao mà cô ở đây núi lửa hoạt động như vậy mà cô làm mùa được mà có lúa nếp để cô làm bánh? Thì cái cô bán bánh này cho biết là nhờ mượn cái cây quạt của bà Thiếu Kiếm công chúa, đem về quạt ba cái. Quạt cái đầu tiên thì núi lửa ngưng hoạt động, quạt cái thứ hai đó là mưa xuống để làm mùa, quạt cái thứ ba đó là lúa chín đem về ăn, ba năm hết thì tiếp tục mượn nữa. Thì nhờ mượn cái cây quạt ba tiêu này nè mà mới có làm được lúa nếp. Thì Tề Thiên nghe như vậy đó quá sức vui mừng, mới hỏi cái cô bán bánh này, chứ bà Thiếu Kiếm công chúa đó ở đâu? Thì được cái cô bán bánh chỉ đường thì Tề Thiên đến để mượn. Nhưng mà đâu phải đến mà dễ mượn, phải không quý đồng đạo? Phải bao quen chiến đấu với Ngu Ma Dương, cuối cùng được Phật lực gia hộ thì mới mượn được cái cây quạt của bà Thiếu Kiếm công chúa đem về, mới quạt tắt cái quả diệm sơn. Thầy trò Tam Tạng mới đi Tây Phương thỉnh kinh được. Thì thưa quý đồng đạo, đây là cái câu chuyện Đức Thầy mượn sự để dẫn lý với đồng đạo. Đức Thầy cho chúng ta biết rằng trên cái bước đường mà chúng ta đi về Tây Phương chầu Phật đó, chúng ta cũng phải bị cái hòn núi lửa trong tâm của chúng ta nó ngăn trở cái bước đường tu hành của mình. Do đó Đức Thầy kêu chúng ta phải mượn ba cái đức tánh, đó là khoan dung, nhẫn nhục và từ bi, để đấu trị lại cái tánh sân nơi chúng ta. Mà Ngài dạy là ta thường nên tập tánh khoan dung, thì hành đi đừng có ngại ngùng, tha thứ kẻ lỗi lầm ngu xuẩn, và nhẫn nhịn đừng ham tranh luận khỏi mất lòng tất cả mọi người. Tánh thuần lương vẻ mặt vui tươi, vậy mới đáng tín đồ Phật giáo. Nay ta đã quy y cầu đạo, gây gỗ là trái thuyết từ bi. Thứ nhất là chúng ta phải khoan dung, có nghĩa là khi mà người ta mà động tới mình rồi thì chúng ta phải mở lòng ra khoan dung, phải tha thứ. Còn nếu chúng ta không khoan dung, không tha thứ thì chúng ta nhẫn xuống thì được là đóng đồng đạo. Nhưng mà nếu chúng ta thiếu cái đức khoan dung á, chúng ta nhẫn, chúng ta chỉ nén xuống thôi, thời gian nó sẽ bộc phát. Mà chúng ta có khoan dung rồi đó thì chúng ta sẽ tội nghiệp người ta chửi mình, người ta nói xấu mình, người ta vu oan giá quả cho mình, hơi nào dẫn người ta tội nghiệp, người ta nói xấu đây sau này người ta bị cái quả báo, người ta còn khổ đau hơn mình nữa. Từ chỗ đó mình tội nghiệp người ta, mình bớt đi cái tánh giận hờn với đồng đạo. Thưa quý đồng đạo, chúng ta phải khoan dung từ bi, chúng ta mới nén được cái cơn giận. Và tiếp theo là chúng ta phải biết nhẫn để dằn xuống. Bởi vì ai đụng tới mình mà nếu chúng ta không nhẫn, không dằn rồi dầu cho chúng ta có khoan dung thì nó không có kịp. Mà trước tiên là chúng ta phải nhẫn, rồi sau đó chúng ta mới tập cái tánh khoan dung. Thưa quý cô bác anh chị em, chúng ta nhớ lại ông thiền sư mà Hakuin đó. Tôi nói ông là một cái người tu hết sức là có đức hạnh,
Nhưng mà ở gần nhà của ông đó là có một người con gái. Cái tự nhiên như không vậy đó là cái cha mẹ cô phát hiện ra là cô có mang bầu. Cái cha mẹ cô khảo tra cô đủ đứa hết trơn mà cô không có khai. Cái ngày nọ quá sức tấn công và cái cô mới khai. Cái bào thai này đó là các tác giả là cổ thiền sư Ha Cô Yên. Tới đây bà mẹ đó, gia đình quá tức giận mới đi đến đó nha, chửi mắng cái vị thiền sư này thậm tệ. Mà ông thiền sư ông nói chửi ông vẫn bình thường à. Ông nói thế là cái thôi giờ ta cứ chửi hoài tới mà cái cô này cũng sanh đứa con ra được rồi đó, thì sao gia đình mang đến nói bây giờ đó ông giỏi ông làm thì bây giờ ông phải nuôi đứa nhỏ thì sao cái đồng đạo. Mặc dầu không có nhưng mà vị thiền sư cũng vui vẻ nói thế à, cái nhận cái đứa trẻ về nuôi. Nhận đứa trẻ nuôi xong rồi cái ngày ngày đó hồi nào tới giờ tu hành thì người ta thương người ta kính người ta cúng dường đủ thứ hết trơn. Mà bây giờ cái tiếng xấu này đó nghe sư gì đâu mà làm những cái chuyện như vậy, người ta bắt mãn không có ai cúng dường chứ. Tôi nói ông sư tội nghiệp, ngày nào cũng phải đi làm lụng vất vả rồi đi xin đặng mà nuôi cho cái đứa nhỏ này nữa. Thì suốt mấy năm như vậy đó cái cô này có hối hận quá. Cô mới nói thiệt với mẹ, mẹ ơi, cái tác giả của cái bào thai đó, cái đứa con này không phải là của thiền sư mà là của cái ông hàng heo ở bên kia. Tôi nói bà mẹ có quá hối hận. Cô ta cũng hối hận chạy đến năn nỉ thiền sư nhận đứa bé về nuôi. Thiền sư cũng quan hệ trao đứa bé thế à là xong chuyện. Thưa đồng đạo, chúng ta phải cố gắng nghe nhẫn như ông thiền sư đó đó thì cái công chuyện là nó mới thành công tốt đẹp. Thưa quý đồng đạo, cái chuyện gì nó tới mình rồi cứ thế à là xong nha. Thưa quý cô bác anh chị em, vì vậy mà hận thù trong kinh cho biết là hận thù diệt hận thù đời này không thể được mà phải từ bi diệt hận thù là định lực ngàn thu. Thưa quý cô bác anh chị em, vì vậy mà phải khoan dung nhẫn nhục và từ bi để đấu trị cái tánh sân hận của chúng ta. Mà nếu đấu trị cái tánh sân hận, khoan dung nhẫn nhục và từ bi nó không nổi nữa thì sao quý đồng đạo? Phải niệm Phật thôi quý đồng đạo à. Bởi vì phải nhờ Phật lực gia hộ, phải niệm Phật để dằn xuống mới hết tánh sân được. Nhớ lại một cái câu chuyện bên thầy đó quý đồng đạo. Lúc mà đức thầy ở về bị lưu cư ở Bạc Liêu ở nhà ông Ký Dẫu đó, thì lúc bây giờ có ông Bảy đến để bắt mặt cho đức thầy để hút thuốc. Tôi nói ông Bảy thì cái tánh tình của ông Bảy nóng nảy lắm, do đó mà ông Bảy mới vừa giơ tay á định bắt cho đức thầy á thì đức thầy hút cái tay lại. Đức thầy nói ông Bảy nóng quá, ông Bảy tưởng đâu là cái tay mình nóng, tức là ông Bảy mới lấy cái tay kia bóc mặt cho đức thầy. Mới vừa đưa vô cái đức thầy nói ông Bảy nóng quá ông Bảy, mà mỗi lần đưa vô thì đức thầy hút tay lại cứ nói ông Bảy nóng quá ông Bảy. Thì ông Bảy ông hiểu được, nói chắc đức thầy nói mình tánh nóng nảy. Cái ông Bảy nói thưa thầy, thú thiệt với thầy đó, con sao cái tánh nóng nảy quá thầy ơi. Ở bên ngoài đó nghe ai nói cái gì con cũng nhẫn nhịn được hết trơn á. Mà ở trong nhà mà hỏi vợ con nó nói cái điều gì đó nha, con nhịn không có được. Lắm khi con tức tối con phải la con phải chửi. Mà qua chuyện rồi con hối hận lắm thầy ơi. Thầy có biện pháp nào giúp cho con nhịn được từ trong nhà không thầy? Thầy mới nói, tôi nói cho ông biết nha ông Bảy, nhịn người ngoài thì dễ mà nhịn trong nhà khó lắm đó mà. Bây giờ á, tôi nói cho ông biết, sở dĩ mình nhịn trong nhà không được đó là bởi vì đó mình bị cái ta, cái bản ngã đó. Lúc nào mình cũng coi mình là cha, là chồng, mình coi mình là cao hơn thiên hạ, cho đó mình nhịn không có được. Bây giờ đó để dẹp cái tánh nóng này nè, mỗi khi mà có cái công việc mà sắp mà có cái chuyện mà sắp mà sân hận nó nổi lên đó, ông hãy cong cái lưỡi lên rồi ông tha thứ, ông niệm Phật. Nếu được như vậy thì từ từ cái tánh nóng nó sẽ hết. Thì quả thật như vậy với đồng đạo. Mỗi khi có công việc mà bức xúc đến với ông Bảy rồi đó là ông Bảy bắt đầu cong cái lưỡi lên thì đâu có nói chuyện được, đâu có chửi la gì được. Rồi bắt đầu tha thiết niệm Phật thì một thời gian như vậy thì tự nhiên ông đã đấu trị được cái tánh sân đối với người trong gia đình và đối với người ngoài cũng vậy. Và từ đó ông Bảy ông dạy cho rất nhiều người áp dụng cái pháp môn này thì đã trừ được cái tánh sân. Không tin với cô bác mình về làm thử coi có đúng vậy không à. Nó không có đừng đặt. Bây giờ hãy ai mà đặt chọc tức mình thôi đi cong cái lưỡi lên để nghiếm chặt cái răng lại. Rồi bắt đầu chúng ta tha thiết niệm Phật đi. Thì thời gian là cái tánh sân chúng ta sẽ nguội lạnh lại. Thưa quý cô bác anh chị em, thì đó là những cái biện pháp để chúng ta hóa giải cái tánh sân hận. Rồi bây giờ để trừ cái tánh si mê.
trong tham sân si cho cái tánh si mê là nó rất khó trì, rất khó trừ với đồng đạo. Bởi vì cái tánh si mê này nó có từ vô thủy. Vậy thì để trừ cái tánh mê si thì không gì hơn là chúng ta phải tu tập trí huệ. Bởi vì một cái căn nhà mà tối om như vậy đó, thì muốn cho phá cái bóng tối đó thì chúng ta phải đốt đèn lên, có cái ánh sáng vào thì cái màn tối nó mới mắc được. Hôm nay để giúp trừ cái tánh mê si thì chúng ta phải tu tập trí huệ. Mà muốn tu tập trí huệ thì nó có rất nhiều cái biện pháp. Thứ nhất, muốn có trí huệ là chúng ta phải tu theo cái pháp môn là văn tư tu, có nghĩa là hàng ngày chúng ta phải xem kinh đọc sách, rồi chúng ta tư duy, chúng ta tu tập thì chúng ta sẽ có cái trí huệ sáng suốt. Mà Đức Thầy cho biết là khá trí tâm học hành kinh sáng thoát mê miền hắc ám không vàng. Thưa quý đồng đạo, bây giờ chúng ta không biết mình tối hay mình sáng, mà hàng ngày chúng ta cứ học giáo lý của Đức Thầy, điều nào Đức Thầy dạy chúng ta làm thì chúng ta làm, điều nào Đức Thầy dạy chúng ta đừng làm khuyên tránh thì chúng ta sẽ tránh. Thì nếu chúng ta thực hành theo hoài như vậy thì chúng ta sẽ dứt trừ cái tâm mê si. Thứ hai là muốn dứt cái mê si là chúng ta phải giữ giới, bởi vì giới định huệ đây là tam vô lậu học của nhà Phật. Có giữ giới tâm mới định, mà hãy tâm định rồi đây trí huệ sẽ phát sanh. Thưa quý cô bác anh chị em, nếu ai mà tối ngày mà chúng ta không biết giữ giới đó, rượu chè cờ bạc đàn điếm, thì đừng bao giờ mong mỏi là chúng ta có được cái trí huệ. Mà không có trí huệ thì coi như cái đường tu không có đắc đạo được với đồng đạo. Bởi vì trí huệ là gia bảo cho sự nghiệp chứng đắc giải thoát. Chúng ta thấy cái câu nguyện thứ năm của mình đó, Nam mô ngũ nguyện cầu Phật tổ Phật thầy từ bi xá tội, đệ tử tiêu tai tịnh sự, trí huệ thông minh mới giai đắc đạo cả. Vì vậy chúng ta phải gắn giữ giới luật, cần nhất ở chỗ giữ giới luật hàng ngày. Đồ lao muốn bánh sớm nghe ta, bố thí trì chay, giữ giới mà. Có giữ giới mới có trí huệ, mới diệt được cái mê si của đồng đạo. Và thứ ba muốn trừ cái mê si là chúng ta phải nương thiền giác. Diệt mê si phải nương thiền giác, muôn việc làm chánh trực khôn ngoan. Đừng bà đâu tin tướng nghe càng, làm ngu muội đọ thân khổ kiếp. Mà nương thiền giác không gì hơn mà chúng ta phải nương theo giáo lý bát chánh đạo. Mà Đức Thầy cho biết là nếu ta tìm con đường bát chánh đạo của Phật mà đi, giữ tâm thanh tịnh, làm việc nhân từ, không lòng hờn giận, chẳng giả ghét ganh, chuyên tâm niệm Phật giúp thế độ đời, đừng chứa điều phiền não và để bụng tham lam ích kỷ gây mối thiện duyên, lần lần trí huệ mở mang, cõi lòng sáng suốt thì màn vô minh sẽ bị diệt mất. Thì nói tóm lại là để trừ tham sân si thì Đức Thầy đã dạy rất rõ, ta cũng nên bố thí trì giới nhẫn nhục để độ tham sân si. Mà hãy tham sân si hết rồi thì sao mới đồng đạo đắc đạo tại thế gian. Thưa quý cô bác anh chị em, bởi vì sao? Hãy tham sân si hết rồi thì là chúng ta sẽ tâm mình sẽ thanh tịnh. Mà trong kinh cho biết là biển trong yên lặng thấy minh châu, thanh tịnh vô vi ấy đạo màu, chư Phật ba đời nương một mối, hào quang phản chiếu vọng tâm thâu. Hay là Đức Thầy cho chúng ta biết sao với đồng đạo, cậu sân si cũng phải tạo trừ, đem về giác tánh chân như, kim thân thị hiện, dứt trừ tự sanh. Vậy thì thế nên Đức Thầy nói là hãy tham sân si chớ để trong lòng, phải giữ lòng cho được sạch trong. Hãy tham sân si mà không còn thì lòng chúng ta hoàn toàn trong sạch, mà hoàn toàn trong sạch thì sẽ đắc đạo, mới thoát khỏi trong dòng bệnh khổ. Thưa quý cô bác anh chị em, mới thoát khỏi có nghĩa là mới ra khỏi cái dòng lẩn quẩn của sự khổ đau. Cái dòng khổ đau này là khổ đau từ trong hiện tại cho đến vị lai. Mà trong kinh cho biết là vô lượng chúng sanh hữu tam chướng thân khổ lão bệnh tử, tam chướng tâm khổ tham sân si, tam chướng hậu khổ địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Vì vậy mà hỡi ai hết tham sân si thì trong hiện tại chúng ta bớt khổ về cái thể xác, và cũng bớt khổ về cái tâm thức của chúng ta. Và tương lai thì chúng ta ra khỏi cái con đường luân hồi, chúng ta sẽ chấm dứt mọi cái nỗi khổ niềm đau. Thưa quý đồng đạo, còn ai còn tham sân si thì hiện tại cái thể xác chúng ta rất khổ, cái tâm chúng ta cũng rất là đau khổ. Bởi vì chúng ta thấy đó, mình nhìn lại mình biết liền à, quý cô bác nào mà bị tham sân si cơ, ăn không ngon ngủ không yên, gầy mòn thể xác cũng vì nó. Thưa quý cô bác, vì vậy mà chúng ta phải cố gắng diệt nó rồi thì chúng ta sẽ được giải thoát. Thì tóm lại với bốn câu mà sáu câu giảng mà Đức Thầy đã dạy, ai muốn tầm đạo đã cao sâu thì phải dẹp tánh tịnh ích kỷ, mau trở lại đừng theo tà quỷ, tham sân si chớ để trong lòng,
ngài khuyên ta là không nên chạy theo tà sư ngoại giáo, trở lại thăm chúng ta diệt trừ tận gốc phiền não tham sân si, thì chúng ta sẽ hết khổ trong hiện đời và tương lai chúng ta sẽ đi đến cái con đường giải thoát. Thì qua đâu cũng 6 câu, nhưng mà ở đây Đức Thầy dạy chúng ta hai cái vấn đề của đồng đạo. Cái vấn đề thứ nhất là ngài muốn giới thiệu cái đạo Phật là một cái nền đạo từ bi bác ái, cứu khổ ban vui. Nếu ai muốn hết khổ thì phải nương về với đạo Phật, mà phải nương về. Cái thứ hai là nương về với đạo Phật rồi, quan trọng là chúng ta phải tu trở lại tâm, chứ không thể tu ở cái hình tướng bên ngoài. Bởi vì sao? Dọn bề trong mới gọi đẹp xinh, chớ mang lốt bề ngoài chẳng tốt. Cái việc tu hành, cái này cho biết là sự tu hành cốt ở chỗ trao tâm chỉa tánh hơn là do sự lễ bái ở bề ngoài. Hay Đức Thầy còn cho biết như thế này là quý đồng đạo: tâm phàm rửa sạch mới siêu thăng. Tu quan trọng là làm sao rửa sạch cái tâm phàm mà chúng ta mới siêu thăng được, quý đồng đạo. Trong kinh cho biết là Phật thiết bát dạng tứ thiên pháp môn, giai thị độ nhân phản vọng nhi như chân giả. Phật thiết 48.000 pháp môn đều dạy chúng sanh bỏ vọng trở về chân tâm dạy. Do đó hôm nay quan trọng của người tu, dầu chúng ta có tu niệm Phật, chúng ta có trì chú, chúng ta có tụng kinh, tu cái pháp nào cũng phải làm sao dọn sạch ý nghiệp, giữ tâm thanh tịnh mới đi đến chỗ đắc đạo giải thoát. Thì thưa quý cô bác anh chị em, thì qua đây mà chúng ta thấy rằng lời dạy của Đức Thầy quả là vô giá với đồng đạo. Hôm nay chúng ta rất là may duyên gặp được Đức Thầy rồi, thì không gì hơn chúng ta phải biết nương về giới đạo. Và nương về giới đạo rồi thì chúng ta phải biết mình là chủ nhân của nghiệp, mình cũng là thừa tự của nghiệp. Tu hay không tu là tự mỗi chúng ta. Chúng ta có thiệt tâm trao sửa hay không là cũng tự mỗi chúng ta. Sau này chúng ta có được giải thoát hay chúng ta bị trầm luân xa đọa cũng tự mỗi chúng ta. Vì vậy trong giai đoạn này là cái giai đoạn gieo nhân, chúng ta phải cố gắng thật tâm tu hành, dồn trở lại với chính mình để sửa sang những thói hư tật xấu. Đức Thầy hằng dạy làm hết các việc từ thiện, tránh tất cả các điều độc ác, quyết rửa tấm lòng cho trong sạch. Thưa quý đồng đạo, vô thường tấm tóc không chờ đợi bất cứ một ai đâu, quý đồng đạo ơi. Lây quay sớm muộn gì chúng ta cũng phải ra nghĩa địa chúng ta nằm thôi à. Vì vậy chúng ta ráng tu quý đồng đạo để lây quay cũng một kiếp làm người lắm. Đức Thầy dạy chúng ta các người nên hiểu biết phận sự con người phải làm gì trong kiếp sống và tìm kiếm chân tánh của mình. Hay ngài còn tha thiết dặn bảo: việc giả dối từ đây nên đánh, bổn đạo ơi hãy ráng sửa mình. Cuộc dạy đời ta lắm công trình, làm chẳng chọn ổn thay một kiếp. Thì thưa quý đồng đạo, với cái đề tài qua 6 câu dạy của Đức Thầy, thì hôm nay cùng chư quý đồng đạo mình chia sẻ, thì đến đây cũng xin tạm khép lại. Thì trước khi rời khỏi nơi đây, chúng tôi cũng không quên quá sức là vui mừng cảm ơn tấm lòng hộ pháp rất cao của toàn thể chư quý đồng đạo, và cũng không quên nguyện cầu với ơn trên Đức Phật Đức Thầy ban bố phúc lành cho toàn thể chư quý đồng đạo chúng ta luôn được nhiều sức khỏe, tinh tấn tu hành cho đến ngày thành công viên mãn. Kính chúc toàn thể chư quý đồng đạo tu cầu Phật quá tánh tình, lưới mê chẳng buồn, nhẹ mình tiêu dao. Tu cầu cửa Phật cảnh giàu, gót sen thông thả, xiết bao thân nhà. Xin chân thành cảm ơn người lễ cho chương trình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.